Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 571, kho báu của nhà họ Huy. Sâu trong hang chuột có một con chuột to bò ra, đầu nó to hơn các con chuột bình thường khác nhiều lần, phải ngang với con mèo. Ngô Bình giật mình rồi tập trung quan sát thì thấy nó có linh tính, lông nó dính tạp chất của linh dược. Nếu không có khả năng nhìn xuyên thấu thì anh không thể phát hiện ra được. Ngô Bình phóng thần niệm đi, con chuột lập tức hoảng loạn rồi run lên, sau đó chạy mất vào trong hang. Ngô Bình cố ý nói, ông Hoa, xem ra ở đây không có bảo bối rồi, chúng ta về thôi. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nhìn chăm chú vào con chuột, xem nó chạy đi đâu. Sau khi rời khỏi phạm vi của nhà họ Huy, nó đã chui xuống đường nước. Ngô Bình vẫn đi theo nó để xem nó định đi đâu. Con chuột này loay hoay một hồi rồi chạy vào một căn nhà cũ. Căn nhà này không có ai, nhìn trông rất hoang tàn. Ngô Bình bật nhảy qua tường vào trong, anh nhanh chóng phát hiện bên dưới ngôi nhà này có một lối xuống tầng hầm. Anh mở cửa đi vào nhà rồi bước tới sát tường, sau đó dậm mạnh chân, một tiếng động vang lên, sàn nhà nứt ra, để lộ lối đi xuống hầm. Anh nói với thần chiếu, ông thần, phiền ông canh chừng ở đây. Thần chiếu gật đầu, được, thần y Ngô cứ yên tâm. Ngô Bình nhảy xuống dưới, sau đó tiến vào một không gian rất rộng. Anh quan sát tỉ mỉ thì thấy nó là kiểu hầm trú ẩn thời xưa. Ngày xưa, Thạch Thành từng bị quân Đông Doanh xâm chiếm nên người dân đã xây nhiều hầm trú ẩn. Về sau, các hầm này đều bỏ hết, chỉ còn vài nhà có. Anh đi vào trong thì thấy không khí rất ngột ngạt, ngoài ra còn có mùi ẩm mốc, vì thế anh nín thở rồi tăng tốc. Sau khi đi được khoảng chục mét, phía trước xuất hiện một vũng nước lớn. Ngô Bình nhìn thấy con chuột ban nãy đã lặn xuống nước, mãi không ngoi lên. Không lẽ kho báu ở dưới nước, anh thoáng do dự rồi cởi đồ ra, sau đó chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi nhảy xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nước rất bẩn, mặt nước nổi đầy phân động vật, còn có rác nữa. Ngô Bình nín thở, cố nhịn cảm giác buồn nôn rồi lặn xuống dưới. Anh lặn xuống khoảng 20 mét thì xuống tận mạch nước ngầm. Phía trước ở bên trái có một hang động rộng 1 mét, anh bơi về phía đó. Bơi thêm một lúc thì Ngô Bình mới ngoi lên mặt nước rồi nhảy lên bờ. Anh nhìn quanh thì thấy mình đã đi vào một hang động khá khô ráo. Xung quanh hang được đắp đá, mặt đất bằng phẳng. Không gian bên trong khá hẹp, diện tích gần 1.000 mét vuông. Ngô Bình nhìn lên thì thấy có nhiều giá gỗ tinh xảo trên mặt đất, chúng được sắp xếp chỉnh tề, đánh số sơ sài, ít nhất cũng có trên 100 cái. Các giá này đều trống không, chỉ có một số giá chất đồ. Ngô Bình sáng mắt lên, anh biết đây mời là nơi cất kho báu của nhà họ Huy. Nhà họ Huy cũng tốn nhiều công sức thật, tiếc là họ lại không tính được là con chuột biết nơi này. Ngô Bình cười phá lên. Cười đi, cười xong rồi chết, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Ngô Bình dựng tóc gáy, anh dựa sát người vào tường, sau đó rút kiếm Hắc Long ra. Không biết đã có một người đàn ông toàn thân dính máu đứng ở lối vào từ lúc nào, cánh ta bên trái của ông ta đã biến mất, hơn nữa còn bị mất một nửa chân bên cùng bên, ngoài ra còn chột một mắt và mất một bên tai. Không cần đoán thì Ngô Bình cũng biết đây là cao thủ nhà họ Huy. Người đàn ông này đứng lơ lửng trên không rồi bay về phía Ngô Bình. Dù ông ta đã bị thương nặng, nhưng vẫn có tu vi cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 nên đã là một chân nhân. Đối diện với cao thủ này, Ngô Bình không dám sơ suất, anh lập tức tính kế. Người đàn ông nhìn anh chằm chằm rồi hỏi, sao cậu tìm được đến đây? Ngô Bình, tình cờ thôi, ông là ai? Người đàn ông cười lạnh, tình cờ ư, chuyện tiêu diệt nhà họ Huy cũng có phần của cậu đúng không? Ngô Bình không phủ nhận, ông đang bị thương rất nặng. Dù tôi bị thương thì cũng có thể giết được cậu, ông ta lạnh giọng nói. Ngô Bình triệu hồi khối thần, cùng đó là lấy gương đồng ra, nếu phải liều mạng thì anh cũng không sợ người đàn ông này. Ông ta ho khan rồi hộc máu, thần hồn đã bị thương nặng, thần tiên cũng khó mà cứu được. Ông ta thở dài, sát ý trên người biến mất, cậu may đấy, vậy mà cũng tìm được nơi này. Ngô Bình chỉ im lặng nhìn ông ta. Người đàn ông nói, tôi phải đốt tiềm năng thì mới chạy đến đây được. Trước khi chết, tôi muốn thực hiện một giao dịch với cậu. Ngô Bình nói, tôi không thực hiện giao dịch với người lạ. Người đàn ông tiếp tục ho khan rồi hộc máu nhiều hơn, trông ông ta rất yếu ớt, tôi là Huy Long Tranh, gia chủ của nhà họ Huy. Người của gia tộc tôi ở địa tiên giới đều bị giết cả rồi, già trẻ trai gái không còn một ai. Ngô Bình, liên quan gì đến tôi?
Huy Long Tranh, tôi còn một cô con gái riêng sống ở bên ngoài, năm nay mới 16 tuổi. Ngô Bình không nói gì, mà chỉ lắng nghe. Huy Long Tranh, tôi sẽ tặng hết bảo bối ở đây cho cậu, còn cậu phải bảo vệ con gái tôi, để nó sống một đời vô lo vô nghĩ. Ngô Bình cười lạnh nói, ông chết rồi thì đồ ở đây sẽ là của tôi hết, cần gì phải giao dịch chứ? Huy Long Tranh, đương nhiên tôi phải có thứ hay cho cậu thì mới đề nghị như vậy. Chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẽ tặng cậu ngay. Nói rồi, ông ta lấy một chiếc hộp ngọc hình tròn màu đen ra rồi mở, một làn khói đen bay lên rồi hóa thành một con quái vật đầu bò. Khí tức của nó rất bức người, khiến khối thần cũng thấp thỏm, bắt đầu run lên. Huy Long Tranh nói, đây là quỷ tướng đầu bò mà tổ tiên bao đời nhà tôi đã bỏ ra nhiều công sức và thiên tài địa bảo để chế tạo. Cậu cũng thấy rồi đấy, chỉ cần tôi hạ lệnh là nó sẽ giết cậu ngay, Huy Long Tranh nói. Ngô Bình hừ nói, nếu ông muốn giết tôi thì đã ra tay rồi. Huy Long Tranh, đúng, nhưng tôi không muốn làm vậy, mà muốn trao đổi với cậu. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, được, tôi đồng ý. Huy Long Tranh gật đầu, cậu phải thề độc trước đã thì tôi mới tin được. Thề độc tương tự như niệm bùa chú, một khi đã nói ra thì phải thực hiện, không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện, nhẹ thì cũng mất tu vi và giảm tuổi thọ. Ngô Bình thật lòng không muốn giao dịch, nhưng quỷ tướng đầu bò thật sự rất khủng khiếp, anh lo mình không đánh lại được, vì thế đành thở dài nói, được, tôi thề. Huy Long Tranh mỉm cười nói, tốt, giờ tôi sẽ dạy cậu lập lời thề. Sau đó, ông ta hướng dẫn Ngô Bình một cách kỹ càng, chờ anh học được rồi thì phải thề trước mặt ông ta. Trong lúc lập lời thề, Ngô Bình cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ dội vào trong thần hồn của mình. Nội dung của lời thề rất đơn giản, anh chỉ cần hứa sẽ chăm sóc và lo cho con gái Huy Long Tranh có một cuộc sống đủ đầy và bình an. Nếu không làm được thì nguyên thần sẽ tổn thương và không bao giờ đột phá được nữa. Thề xong, Ngô Bình hỏi, giờ ông tin tôi chưa? Huy Long Tranh chợt cười lớn rồi nói, ngu xuẩn, cậu tưởng mình vừa lập lời thề thật ư? Ngô Bình biến sắc mặt rồi có một dự cảm bất ổn. Chương 572, hai phiến lá tiên. Không phải chú thể thì là cái gì? Huy Long Tranh bật cười nham hiểm, thứ tôi dạy cậu là chú hiến thân. Sắc mặt Ngô Bình rất khó coi, rốt cuộc ông muốn làm gì? Huy Long Tranh cười lớn, nói cậu nhóc, thể chất của cậu quá tốt, nếu tôi có được cơ thể của cậu, không chừng tôi sẽ trường sinh bất lão. Ngô Bình sửng sốt, ông muốn đoạt xá sao? Huy Long Tranh khịt mũi, đoạt xá chỉ là trò cấp thấp. Những gì tôi sắp thực hiện được gọi là, chủng thần đại pháp, tôi sẽ gieo trồng nguyên thần của tôi vào thần hồn của cậu. Bằng cách này, tôi sẽ không chỉ có được cơ thể của cậu mà còn có được thần hồn của cậu. Ngô Bình tức giận nói, tên già kia, ông đúng là quá vô liêm sỉ. Huy Long Tranh đắc ý nói, cậu nhóc, cậu cứ mắng đi, bởi vì chẳng bao lâu sau cậu sẽ là một phần của tôi. Ngô Bình hừ lạnh, cho dù có chết, tôi cũng không để ông được lợi đâu, nói xong, anh giơ kiếm Hắc Long lên. Huy Long Tranh lạnh nhạt nói, vô ích thôi, cậu đã niệm chú hiến thân thì cơ thể cậu không còn thuộc về chính cậu nữa rồi. Ông ta nói xong, đôi mắt liền tỏa ra thần quang, quát, quỳ xuống. Cơ thể Ngô Bình đột nhiên không tự chủ được, quỳ rạp trên mặt đất. Huy Long Tranh cười lớn đi đến cạnh anh, duỗi lòng bàn tay ra đè trên đỉnh đầu anh. Cậu nhóc, vào lúc này, cậu nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đừng lo lắng, sau khi tôi có được thân thể của cậu, tôi sẽ đối xử tử tế với gia đình cậu và người phụ nữ của cậu, ha ha ha. Huy Long Tranh rất đắc thắng, ông ta luyện nguyên thần, thân thể dần dần trở nên khô héo, da thịt teo lại, hai mắt trũng sâu. Tất cả sinh lực và sức mạnh tinh thần của ông ta đã được cô đọng lại thành một hạt giống nguyên thần bằng phương pháp bí mật của ông ta. Hạt giống này đã chui vào trong cơ thể Ngô Bình thông qua lòng bàn tay của ông ta. Hạt giống này rất mạnh mẽ, ngay khi vừa đi vào, nó đã chui vào thần hồn của Ngô Bình. Lúc này, trong mắt Ngô Bình hiện lên một tia lạnh lẽo, anh hét lớn một tiếng, đạo chủng. Bùm! Đan điền rung động kịch liệt, lớp phôi của đạo chủng phát ra ánh sáng đó xông lên đầu Ngô Bình, phủi bay hạt giống nguyên thần. Hạt giống nguyên thần mất kiểm soát và rơi xuống trên lớp phôi ngay lập tức. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện trên lớp phôi, hạt giống nguyên thần bắt đầu phân giải thành năng lượng. Trong đầu Ngô Bình vang lên giọng nói của Huy Long Tranh, đạo chủng. Là đạo chủng sao? Tha mạng cho tôi. Ngô Bình vô cảm nói, Huy Long Tranh, ông cho rằng tôi không biết thứ ông dạy tôi là chú hiến thân sao? Huy Long Tranh cầu xin tiên sinh, cầu xin chủ nhân.
Thả tôi ra, tôi sẽ cho cậu toàn bộ bảo vật của nhà họ Huy. Ngô Bình khẽ thở dài, đã quá muộn rồi. Anh vừa dứt lời, hạt giống nguyên thần bị nghiền nát, tất cả năng lượng đều bị lớp phôi hấp thụ. Qua một phút, lớp phôi khẽ rung lên, bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra sức mạnh thần hồn và sức mạnh sinh mệnh. Đồng thời, lớp phôi bắt đầu dài ra, mỏng dần và phát triển thành lá thật. Hai chiếc lá vàng ấy tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ, rồi giữa hai chiếc lá lại mọc lên một cái chồi mới. Rõ ràng là phần lớn năng lượng của hạt giống nguyên thần của Huy Long Tranh đã bị đạo chủng hấp thu, chỉ một phần nhỏ được đưa trở lại cho Ngô Bình. Ngô Bình vươn vai và cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh khám xét cơ thể của Huy Long Tranh và cất chiếc hộp của quỷ tướng đầu bò đi. Ngoài ra, cơ thể của Huy Long Tranh trống không, không có gì khác. Trong lòng anh thấy hơi thất vọng, anh đứng dậy đi tới một dãy giá gỗ, trên giá gỗ chất đầy chai lọ. Anh vừa nhìn liền không khỏi nhíu mày, làm sao có thể trống rỗng được. Hóa ra tất cả các chai và lọ đều rỗng không có gì trong đó. Nghĩ đến bã thuốc trên người con chuột lớn kia, anh không khỏi trợn to hai mắt, chẳng lẽ đều bị chuột ăn hết rồi sao? Anh đến chiếc giá gỗ thứ hai, trên đó có đầy sách, tất cả đều ghi chép quỷ đạo tà thuật. Những tà thuật này kém hơn mấy bậc so với những gì được ghi trong phiến ngọc, anh chỉ nhìn lướt qua là lập tức mất hứng. Tuy nhiên, những cuốn sách này không thể vứt đi, anh thu hết vào trong nhẫn. Trên giá gỗ thứ ba có các hộp lớn nhỏ, các hộp này chứa đầy đá quý, châu ngọc. Có hơn 300 miếng, tất cả chúng đều là vô giá. Trong số đó, có hơn 100 viên tiên thạch. Ngô Bình nhanh chóng cất chúng đi, rồi đến giá thứ tư. Trên giá có 3 chiếc hộp màu trắng bằng ngọc bích, có cả hình tròn và hình vuông. Trong hộp ngọc hình tròn thứ nhất có những đồng tiền bùa, anh đếm thì có khoảng 3.000 đồng tiền. Trong chiếc hộp ngọc vuông thứ hai, có một đồng tiền lớn bằng vàng với tiên văn phức tạp được khắc trên bề mặt, nó toát ra hơi thở mạnh mẽ hơn, kích thước lớn hơn gấp đôi so với tiền bùa trước đó, cầm trên tay cũng nặng hơn. Tiền báu từ thời đại tiên quốc, Ngô Bình mở to mắt, tim đập thình thịch. Trong thời đại của tiên quốc, một đồng tiền báu có thể đổi lấy 1.000 đồng tiền bùa. Trong hộp ngọc này có 35 đồng tiền báu. Anh vội vàng mở hộp ngọc thứ ba, bên trong có lỗ hình bầu dục. Bên trong hộp ngọc chỉ có một thứ hình kiếm, dài khoảng nửa tấc. Nhìn thấy thứ này, hơi thở của Ngô Bình khựng lại trong vài giây, anh kêu lên, sát phù kiếm đạo. Sát phù kiếm đạo là một lá bùa giết người do kiếm tiên luyện hóa ra, một khi sử dụng thì nó tương đương với một đòn toàn lực của người làm bùa. Nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng sát phù kiếm đạo này có cấm chế, phải phá vỡ cấm chế mới sử dụng được. Hơn nữa, chỉ có những cao thủ của cấp bậc chân quân mới đủ tư cách sử dụng nó. Anh cẩn thận cất 3 chiếc hộp ngọc đi và bước đến giá thứ 5. Chiếc giá này rất lớn, trên đó có đặt những chiếc hòm bằng đồng cao 20 mét rưỡi và dài 2 mét. Ngô Bình mở một chiếc hòm, trong đó có một bộ áo giáp vàng sẫm có khắc phù văn trên bề mặt. Ngoài ra còn có một chiếc khiên vàng và một thanh kiếm dài. Anh mở chiếc hòm thứ hai, cũng có một bộ áo giáp, một chiếc khiên và một thanh trường kiếm. Trên lưỡi kiếm có dấu ấn hình rồng màu đỏ. Ngô Bình nhớ lại những mô tả trong phiến ngọc. Vào thời tiên quốc, từng có một đội quân bảo vệ vô cùng hùng mạnh, trăm trận trăm thắng, được gọi là Long Nha Vệ. Có thể nào đây là trang bị của Long Nha Vệ hồi đó không? Theo ghi chép, Long Nha Vệ đều là cường giả cấp chân nhân trở lên, vậy thì trang bị của họ ắt hẳn phải rất mạnh. Anh cất đi 20 chiếc hòm đồng rồi nhìn thoáng qua, anh thấy rằng những chiếc giá còn lại đều trống rỗng. Những chiếc giá này từng chứa đầy bảo vật, chắc hẳn chúng đã bị tu sĩ nhà họ Huy các thời tiêu hao hết rồi. Thật đáng tiếc, Ngô Bình không khỏi thở dài. Cuối cùng anh tìm kiếm một lần nữa, không tìm thấy bảo vật nào khác. Nhưng anh phát hiện, những chiếc giá gỗ này được làm bằng gỗ xưa chất lượng cao từ Nam Hải. Gỗ xưa Nam Hải đã biến mất từ lâu, nó bị chặt phá sạch sẽ. Loại xưa hoang dã này phải mất 100 năm mới thành gỗ, những loại gỗ xưa bây giờ được bày bán chỉ là hàng tồn từ xưa, giá cả vô cùng đắt đỏ. Trong đây có 13 giá gỗ, mỗi giá nặng 2 hoặc 3 tấn. Các giá gỗ này đều được làm bằng gỗ xưa có tuổi đời hơn 200 năm, gỗ chắc, hoa văn đẹp, ngày nay có tiền cũng không mua được. Ngô Bình đương nhiên không thể lãng phí nó, anh tháo rời khung gỗ và đặt từng cái một vào trong nhẫn. Cuối cùng còn có hơn 20 khúc gỗ dài không nhét được vào nên anh dùng dây thừng buộc lại rồi lôi ra ngoài. Thần chiếu đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh, giọng nói của Ngô Bình từ trong sơn động truyền ra. Tiên sinh, giúp tôi bắt lấy một thứ. Nói xong một cây gỗ bay tới, thần chiếu nhanh chóng bắt lấy,
Thần Chiếu hơi ngẩn ra, là gỗ sao? Sau đó Thần Chiếu để nó sang một bên, ngay sau đó cây thứ hai, cây thứ ba được ném ra. Chương 573, Bao Thái khiêu khích. Cuối cùng, Ngô Bình nhảy lên trên, anh lấm lem bùn đất, cảm thấy không thoải mái nên nói, chúng ta về khách sạn đi. Nửa giờ sau, một chiếc xe tải dừng ở cửa, một nhóm người vận chuyển gỗ xưa, đưa đến Vân Kinh để Đường Tử Di xử lý. Ngô Bình về khách sạn tắm rửa, thay quần áo xong mới cảm thấy thoải mái. Ông Hoa nhịn mãi, lúc này rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, tìm được bảo bối chưa? Ngô Bình, những thứ bên trong đã bị nhà họ Huy dùng hết từ lâu. Chuyến này bận rộn mà chẳng kiếm được gì. May mắn là số gỗ kia cũng đáng tiền. Ông Hoa liếc mắt nhìn anh, không biết có nên tin hay không. Thần Chiếu, thần Y Ngô, không còn sớm nữa, tôi về trước đây, mai tôi lại đến. Ngô Bình nói, được, ngày mai tôi sẽ bắt đầu chữa bệnh cho tiên sinh. Sau khi Thần Chiếu đi, ông Hoa nói, đừng giả vờ nữa, cậu nhặt được rất nhiều bảo bối đúng không? Ngô Bình cười hì hì, tôi biết không thể giấu được ông mà. Nhưng cũng không nhiều lắm, nhà họ Huy đã tồn tại nhiều năm như vậy, đồ tốt đã bị họ dùng hết rồi. Ông Hoa nói, cậu thật may mắn, một đám địa tiên còn không tìm thấy, cuối cùng cậu lại được hời. Ngô Bình nói, có nghĩa là những thứ này đều có duyên với tôi. Lúc này, anh không nhắc gì đến Huy Long Tranh. Ông Hoa không hỏi thêm, chỉ nói, lần này cũng tạm gọi là mỹ mãn. Ngô Bình, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ông Hoa gật đầu, Huy Long Tranh, gia chủ nhà họ Huy dùng bí thuật chạy trốn, may mà ông ta bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể trở lại. Ngô Bình, nếu ông ta bị thương nặng thì không chừng đã chết rồi. Ông Hoa, tốt nhất là chết đi cho đỡ phiền phức. Cậu nhóc, tôi đã giải quyết phiền phức cho cậu rồi, cậu hãy giúp tôi luyện chế đan hoàn hồn càng sớm càng tốt. Ngô Bình cười nói, đừng lo lắng, tôi sẽ làm càng sớm càng tốt. Ông Hoa có vẻ rất mệt, liền bay sang một bên chợp mắt. Lúc này Ngô Bình mới ngồi xuống, cảm nhận sự thay đổi mới trong cơ thể. Lá phôi của đạo chủng biến thành lá, gọi là lá đạo, trên mỗi lá đều có hình tiên văn mờ ảo. Hai chiếc lá và hai loại tiên văn đang toát ra tiên lực kỳ lạ, nuôi dưỡng thể xác và thần hồn của anh. Theo ghi chép, loại lá do đạo chủng trồng được gọi là lá đạo. Mỗi loại lá đạo đại diện cho một loại tiên thuật, tuy nhiên, lá đạo của anh vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Ngoài những thay đổi của đạo chủng, anh cũng hấp thu một phần sinh lực và thần hồn của Huy Long Tranh. Anh cảm thấy sinh lực của mình đã tăng lên ít nhất 70%. Sức mạnh của thần hồn đã tăng hơn gấp đôi, điều này làm cho thần niệm của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nửa đêm anh mới lên giường nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy đã là 8 giờ ngày hôm sau. Anh gọi một ít đồ ăn sáng rồi mời Thần Chiếu và Vạn Phùng Xuân đến dùng bữa cùng. Sau bữa ăn, anh chuẩn bị một chút rồi bắt đầu điều trị cho Vạn Phùng Xuân. Con sâu trong não của Vạn Phùng Xuân là sâu quỷ ăn não, không khó để diệt trừ nó. Anh khơi dậy chân lực thuần dương, liền cảm giác được tiên lực thuần dương chí cương chí dương, lập tức bắt được sâu quỷ. Con sâu quỷ co ro trong một khoảng không nhỏ gào thét không ngừng. Trong chốc lát, nó đã hóa thành làn khói và biến mất. Toàn thân Vạn Phùng Xuân thả lỏng, cảm giác khó chịu cũng biến mất, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ông ta cúi đầu với Ngô Bình, Vạn Phùng Xuân này sẽ mãi nhớ công ơn của thần Y Ngô. Ngô Bình nói, ông Vạn, ông và tôi là đồng nghiệp của nhau. Sau này chúng ta nên qua lại trao đổi nhiều hơn. Đúng vậy, sau này tôi phải đến thăm thần Y Ngô nhiều hơn để thỉnh giáo y thuật. Ông ta ngồi một lúc liền tạm biệt và rời đi. Sau khi Vạn Phùng Xuân rời đi, Thần Chiếu hỏi, thần Y Ngô, vết thương của tôi phải trị như thế nào? Ngô Bình, vết thương của ông rất nghiêm trọng. Đặc biệt thương tổn thần hồn rất khó chữa, muốn khôi phục tôi nhất định phải luyện chế ra một viên đan dược. Hiện tại, tôi chỉ có thể tạm thời áp chế vết thương của ông, ngăn cản cho nó không tệ hơn. Thần Chiếu nói, vậy xin nhờ thần Y Ngô. Nói xong, Ngô Bình thực hiện châm cứu và dùng chân khí để trị liệu cho ông ấy. Sau hơn một giờ, anh thu kim lại, yêu cầu Thần Chiếu ngồi điều tiết hơi thở, sau đó rời khỏi khách sạn. Buổi sáng lúc điều trị cho Thần Chiếu, Đào Như Tuyết đã gọi điện và giận dỗi việc tối qua anh rời đi mà không nói lời tạm biệt. Hôm qua anh đi vội nên không kịp chào Đào Như Tuyết, anh quyết định mời cô ấy đi ăn vào buổi trưa. Trong một nhà hàng ở Thạch Thành, khi Ngô Bình đến, Đào Như Tuyết đã ngồi đó đợi anh. Như Tuyết, anh vẫy tay từ xa. Đào Như Tuyết mời anh ngồi xuống và nói, à em còn tưởng anh Ngô ghét bỏ em, hại em cả đêm ngủ không ngon. Ngô Bình, Như Tuyết,
em là ái phi của anh mà, sao anh nỡ ghét bỏ em được? Đào Như Tuyết lườm anh một cái, nói, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tập đoàn Miêu Dược bây giờ đang gặp khó khăn, anh có thể giúp em được không? Ngô Bình ngạc nhiên, giá trị thị trường của tập đoàn không phải đã tăng gấp đôi sao? Chẳng lẽ lại có phiền phức sao? Đào Như Tuyết cười khổ, mấy năm trước, bố em bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản, nhất quyết xây nhà kiếm tiền. Bây giờ, chuỗi vốn của công ty bất động sản trực thuộc tập đoàn Miêu Dược bị đứt. Tháng trước còn xuất hiện nợ tín dụng nữa. Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, tại sao không nói cho anh biết chuyện lớn như vậy sớm hơn? Đào Như Tuyết thở dài, tháng trước em mới phát hiện ra rằng bố em đã giấu em. Bây giờ nhà em định bán một số cổ phần của tập đoàn Miêu Dược để lấy tiền mặt. Anh còn nhớ Vương Thận hôm qua không? Em đang đàm phán với anh ta, nhưng anh ta ra giá quá thấp. Ngô Bình, anh ta ra giá bao nhiêu? Đào Như Tuyết, theo giá trị thị trường, giá trị của tập đoàn là 500 tỷ, nhưng định giá mà anh ta đưa ra chỉ là 200 tỷ. Và anh ta muốn dùng 50 tỷ để chiếm 25% cổ phần của tập đoàn. Ngô Bình cười lạnh, tên này ép giá cũng giỏi đấy. Đào Như Tuyết, em suy nghĩ mãi, quyết định không thể để người ngoài chiếm hời. Thế nên em mới tìm anh, giá thì cứ theo giá của Vương Thận. Ngô Bình cười nói, thế thì không phải em bị thiệt thòi sao? Đào Như Tuyết khẽ thở dài, ít nhất bán cho anh thì em cũng đỡ sót. Ngô Bình nghĩ một lúc, hỏi, khoản thâm hụt vốn của công ty là bao nhiêu? Đào Như Tuyết, khoảng 35 tỷ. Ngô Bình nói, thế này nhé, anh sẽ đưa cho em 40 tỷ và lấy 10% cổ phần. Đào Như Tuyết hơi ngạc nhiên, 40 tỷ lấy được 20% cổ phần, tại sao anh chỉ lấy một nửa? Ngô Bình cười nói, giữa anh và em không cần phải câu nệ chuyện này. Nói xong, anh lấy cổ thần cơ trong lòng ra và đặt nó vào lòng bàn tay của Đào Như Tuyết. Cổ thần cơ lúc này muốn đi theo Ngô Bình hơn, khi thấy Ngô Bình không cần nó nữa thì nó kêu loạn lên, không chịu xa anh. Đào Như Tuyết rất xấu hổ, nói cái đồ không có lương tâm, chẳng lẽ tao không phải chủ của mày à? Ngô Bình cười nói, tiểu thần, mày đi theo Như Tuyết một khoảng thời gian, giúp cô ấy điều dưỡng sức khỏe, sau này tao sẽ có thưởng cho mày. Lúc này cổ thần cơ mới ngừng gây rắc rối, nó ngoan ngoãn bỏ vào. Đào Như Tuyết lắc đầu và nói, ôi, thất bại thật, em bị một con sâu ghét bỏ này. Món ăn được dọn lên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Đang ăn dở thì Ngô Bình nhận được một tin nhắn, hóa ra là từ Bao Thái gửi. Trong tin nhắn ông ta hẹn gặp anh tại đạo quán Hoa Anh Đào ở Thạch Thành vào lúc 9 giờ tối nay. Anh cười lạnh, không đáp lại. Vài phút sau, Bao Thái gọi tới. Ông ta lạnh lùng nói, tên họ Ngô kia, thứ mà cậu hạ lên người tôi đã có cao nhân giúp tôi loại trừ rồi. Cậu có giỏi thì tối nay hãy đến gặp tôi ở đạo quán. Ngô Bình khẽ thở dài, nói, Bao Thái, vốn là 3 tỷ là giải quyết được, vậy mà ông cứ nhất quyết thích trả giá đắt hơn à. Được thôi. Nếu ông không biết điều thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông. Bao Thái hừ lạnh, cậu đến đây đi rồi khoác lác cũng chưa muộn, nói xong ông ta liền cúp máy. Đào Như Tuyết hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Bình, không có gì, là chuyện nhỏ thôi. Đào Như Tuyết cười nói, ăn tối xong đi với em đến chỗ này được không? Ngô Bình hỏi, ở đâu vậy? Một đàn anh lâu năm không gặp của em hẹn vài đàn em và đàn anh cùng gặp mặt. Em không muốn đi một mình nên muốn mời anh cùng đi với em, sự lo lắng thoáng hiện lên trong đôi mắt đẹp của cô ấy. Ngô Bình tò mò hỏi, Như Tuyết, tiền bối của em có lai lịch gì? Dường như em không muốn đi lắm. Chương 574, Ma Đô. Đào Như Tuyết, sư huynh em là một thiên tài về cổ thuật. Hắn đã nhận bố em làm sư phụ 10 năm trước, 5 năm sau đó xuất sư. Sau đó hắn đi sông pha giang hồ, bọn em đã không gặp nhau suốt mấy năm. Bố của Đào Như Tuyết đã nhận khá nhiều đệ tử, tổng cộng hơn 20 người. Nhưng chỉ có Đào Như Tuyết và người sư huynh này là được chân truyền. Người này tên là Ma Đô, lớn hơn Đào Như Tuyết 2 tuổi, hiện là nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ, có biệt danh là Tiểu Cổ Vương. Với tài luyện cổ của mình, Ma Đô đã trở thành người giàu bậc nhất tỉnh G, một nhân vật lớn trong thế giới ngầm, đồng thời là một ông trùm trong giang hồ. Nghe Đào Như Tuyết nói, anh cười hỏi, có vẻ như em không thích tên Ma Đô này lắm nhỉ? Đào Như Tuyết suy nghĩ một chút, nói thế nào nhỉ, từ khi còn bé em đã cảm thấy hắn lòng dạ sâu xa, nhiều mưu mô. Mấy năm gần hắn cũng liên lạc với em, bảo em đến chỗ hắn, nhưng em đã từ chối. Tuy nhiên, các sư huynh sư muội của em cũng qua lại khá nhiều với hắn.
hắn giờ đã là một nhân vật lớn, ngay cả bố em cũng vô cùng khách sáo với hắn, Đào Như Tuyết nói, phải rồi, hình như hắn còn bái một nhân vật rất lợi hại làm sư phụ, đó là võ vương của tỉnh G. Ngô Bình nói, được rồi, lát nữa anh sẽ đi cùng em. Sau bữa tối, Ngô Bình lái xe đến đảo Thương Lãng với Đào Như Tuyết. Đảo Thương Lãng nằm trong hồ Đông Dương, diện tích hơn 10 km vuông, cách đây vài năm đã được người ta nhận thầu để xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng, tên là khu nghỉ dưỡng Thương Lãng. Xe chạy đến bãi đỗ xe bên sông, cả hai bắt chuyến phà đến đảo Thương Lãng. Trong hồ có muôn ngàn con sóng xanh biếc và lấp lánh, có thể nhìn thấy cá bơi thấp thoáng dưới nước. Hồ Đông Dương là hồ nước ngọt lớn thứ tư với diện tích rộng lớn. Ngô Bình vươn tay xuống nước, ngón tay anh khẽ rung, phát ra chấn động đặc biệt, thu hút vài con cá đến. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào một con cá khiến nó ngất đi, rồi tóm lấy nó và đưa cho Đào Như Tuyết. Đào Như Tuyết trợn mắt nhìn anh cứ như một đứa trẻ ấy. Ngô Bình cười hì hì rồi búng vào đầu con cá, nó lại quẫy mạnh, sau đó anh ném nó xuống hồ. Cô gái chèo thuyền ngạc nhiên hỏi, anh này, sao anh làm được thế? Người, tôi tiện tay bắt được thôi. Nói xong anh lại đưa tay xuống nước, lần này anh bắt được một con cá trích nặng hơn 2 kg. Cô gái rất ngạc nhiên và nói, anh này, anh có phải là nhà ảo thuật không? Đào Như Tuyết cười nói, cô không cần để ý tới anh ấy đâu. Ngô Bình hỏi cô gái, người đẹp này, hôm nay có nhiều khách trên đảo Thương Lãng không? Cô gái nói, hôm nay khu nghỉ dưỡng được một khách hàng lớn đặt thầu nên không có nhiều khách. Anh có phải là bạn của khách hàng lớn đó không? Ngô Bình, đúng vậy, chúng tôi đều là bạn của Ma Đô. Cô gái cười nói, đúng vậy, hắn họ Ma. Hôm qua hắn đã bao cả khu nghỉ dưỡng Thương Lãng rồi, có rất nhiều người kỳ quái đến. Ngô Bình thầm giật mình, ngày hôm qua có rất nhiều người kỳ quái đến. Kỳ quái thế nào? Cô gái suy nghĩ một hồi rồi nói, có một người đàn ông đầu rất to, cao hơn 2 mét, dáng vẻ trông như dã thú. Còn có một người đàn ông chỉ có một mắt, nhưng đôi mắt của anh ta rất đáng sợ, giống như một rắn độc vậy. Có một người đàn ông lập dị khác còn ăn côn trùng, mặc quần áo rách nát, có mùi rất lạ. Ngô Bình hỏi, những kẻ lập dị này đã đi chưa? Cô gái lắc đầu, vẫn chưa đi, đang ở trên đảo. Ngô Bình không hỏi thêm câu nào nữa, anh trầm ngâm. Khi thuyền đến bến tàu, cả hai cùng xuống thuyền, cách đó không xa có một vài người đứng đó, nói cười rôm rả. Nhìn thấy Đào Như Tuyết, họ vẫy tay, Như Tuyết ơi. Đào Như Tuyết cười nói, các sư huynh, đã lâu không gặp. Phía đối diện có 5 người, 3 nam 2 nữ, có một người đứng ở giữa. Hắn khoảng 24, 25 tuổi, mặc một bộ Âu phục màu trắng, không cao nhưng rất đẹp trai. Người đàn ông cười nói, Như Tuyết, anh còn sợ em không tới đấy. Đào Như Tuyết cười nói, sư huynh, bữa tiệc do anh tổ chức thì tất nhiên em phải tới chứ. Tiện thể em giới thiệu luôn, đây là bạn trai của em, Ngô Bình. Khi họ nghe thấy từ bạn trai, biểu cảm của cả 5 người đều hơi kỳ quái. Người thanh niên sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười, hóa ra Như Tuyết đã có bạn trai rồi à. Ngô Bình gật đầu và nói, xin chào. Người đàn ông gật đầu, được rồi, chúng ta vào khách sạn nói chuyện đi. Họ đi vào khu nghỉ dưỡng, nơi đây có đầy những tòa nhà cổ kính và thiết kế kiểu vườn tược Giang Nam. Toàn bộ khách sạn được xây dựng trong một khu rừng trúc lớn màu tím. Bây giờ đã là tháng giêng, tiết trời chuyển lạnh, trong rừng trúc phủ một lớp lá rụng. Khi đi qua khu rừng trúc, một trong những sư huynh của Đào Như Tuyết đi phía sau. Đột nhiên, anh ta đưa tay chỉ vào áo của Ngô Bình. Điều này rất đột ngột, nhưng quyền ý của Ngô Bình đã đến đại thành, tâm ý như thần. Đối phương vừa mới có địch ý với anh là anh biết ngay. Anh không thèm quay đầu lại, vung tay tung ra một cú đấm. Người đàn ông có tu vi luyện khí đại chu thiên, làm sao có thể chịu được cú đấm của Ngô Bình. Tay anh ta mới duỗi được một nửa đã bị Ngô Bình hất tung lên không trung. May mắn cho anh ta là Ngô Bình nương tay, cú đấm này chỉ sử dụng 1/10 sức mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, người đàn ông đã bị đánh đến mức nôn ra một đống máu, anh ta không thể đứng dậy sau khi tiếp đất. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Đào Như Tuyết cũng nhìn về phía Ngô Bình. Vẻ mặt Ngô Bình rất nghiêm trọng. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trên mặt đất, hỏi tại sao anh lại đánh lén tôi. Người đàn ông phun ra một ngụm máu, giận dữ nói, anh đang nói bậy. Tôi đánh lén anh khi nào vậy? Anh đột nhiên quay lại và đấm tôi. Như Tuyết, anh ta là cái quái gì vậy? Sao anh ta dám đánh anh không lý do như thế? Ngô Bình không giải thích,
chỉ cười lạnh. Đào Như Tuyết lạnh nhạt nói, Ngô Bình sẽ không nói dối tôi, sư huynh à, anh không nên đánh lén anh ấy. Anh ấy là một cao thủ võ học, anh chưa chết là may lắm rồi đấy. Người đàn ông không khỏi sợ hãi, hóa ra Ngô Bình là một cao thủ. Ma Đô cau mày, nói, anh Ngô, tại sao anh lại làm tổn thương sư đệ của tôi? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi nói rồi, chính anh ta đã tấn công tôi trước. Tôi không giết anh ta là nể mặt anh rồi đấy. Còn nói nữa thì tôi đánh cả anh luôn. Đây là sự kiêu ngạo của nhân tiên, nếu anh lý luận với tôi sẽ lý luận với anh. Nếu anh không lý luận với tôi sẽ đánh nhau với anh. Sắc mặt Ma Đô rất tệ, hắn lờ mờ cảm thấy người đàn ông xuất hiện đột ngột này không dễ chọc vào. Nhưng ngay sau đó hắn kiềm chế cơn tức giận, lạnh nhạt nói, hẳn là hiểu lầm, mọi người đừng nóng giận. Họ tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua rừng trúc rồi đến một sân rộng. Họ vào trong phòng khách ngồi xuống, người phục vụ bưng trà và hoa quả đến. Ngô Bình không khách sáo, anh lấy một nắm hạt dưa vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Anh cảm thấy những người này đều rất kỳ lạ, trông không giống như đang tham dự một bữa tiệc. Ma Đô nói, các vị sư huynh, sư tỷ, tôi đi một lát rồi quay lại ngay, nói xong hắn đi trước. Ngay khi hắn rời đi, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi mặc chiếc váy đỏ tươi cười hỏi, Như Tuyết, bạn trai của em đến từ đâu vậy? Đào Như Tuyết, anh ấy là người tỉnh này. Sư tỷ nói, là dân địa phương à, tốt lắm. Vậy nhà cậu Ngô đây làm nghề gì? Ngô Bình cười nói, tôi là bác sĩ, nhà tôi làm kinh doanh. Sư tỷ mỉm cười, nói tôi tên là Tống Vân, tôi là sư tỷ của Như Tuyết, nhà chồng tôi ở Thạch Thành. Ngô Bình không có hứng thú tán gẫu với người phụ nữ này, vì vậy anh nói với Đào Như Tuyết, Như Tuyết à, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, chúng ta đi xem một chút đi. Đào Như Tuyết biết anh có chuyện muốn nói nên gật đầu, đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Chương 575, nhân tiên tức giận. Khi đến chỗ không người, Ngô Bình thì thào, Như Tuyết, những người này rất kỳ quái. Hơn nữa, không phải sư huynh của em ở tỉnh G sao? Sao lại đến tỉnh K tổ chức tiệc? Đào Như Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, em cũng ngạc nhiên. Đáng lý ra hắn sẽ tổ chức một bữa tiệc ở tỉnh G, hoặc ở Biên Nam. Tổ chức ở tỉnh Ca thì không hợp lý lắm. Ngô Bình lạnh nhạt nói, chỉ có một khả năng. Bữa tiệc này nhắm vào em. Bởi vì em ở tỉnh Ca, thế nên bữa tiệc cũng tổ chức ở tỉnh Ca. Đào Như Tuyết sửng sốt, hắn tới tìm em sao? Ngô Bình nói, khả năng cao là thế, vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Anh biết rõ sự nguy hiểm của giang hồ, lòng dạ con người sâu như bể, nên cẩn thận thì hơn. Nghe những gì anh nói, Đào Như Tuyết không khỏi căng thẳng, nói, Ngô Bình. Anh nghĩ Ma Đô định làm gì? Có lẽ hắn thích em, Ngô Bình nói. Đào Như Tuyết lắc đầu, em hiểu rõ Ma Đô, hắn không thích phụ nữ. Ngô Bình sửng sốt, hắn không thích phụ nữ sao? Đào Như Tuyết, kệ đi, đã đến rồi thì mọi chuyện cứ tùy cơ ứng biến. Không bao lâu sau khi bọn họ đi ra, họ nghe thấy Tống Vân gọi Đào Như Tuyết, Như Tuyết, em đang làm gì thế? Vào đây nói chuyện đi. Đào Như Tuyết đành phải quay lại phòng khách. Ngô Bình không đi vào, anh ngồi trong một cái đình nhỏ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Thuốc lá anh hút khác với của những người khác, thuốc do anh tự làm. Thành phần gồm có lá nhân sâm, bột mật rắn, v.v., đặc biệt khi hút sẽ rất dễ bị nghẹn. Hút thuốc lá tuy không dễ hút nhưng có tác dụng xua đuổi côn trùng, xoa dịu tinh thần, mùa hè không sợ muỗi đốt, mùa đông không sợ cảm lạnh. Một điếu thuốc chưa dứt, trong phòng khách đã vang lên những tràng cười và tiếng cười nói rôm rả. Như đang nói về một điều gì đó rất buồn cười. Sau vài phút, tiếng cười ngừng lại, Ngô Bình khẽ nhíu mày. Tại sao không có giọng nói của Đào Như Tuyết? Đôi tai của anh rất thính, mặc dù anh không thể nhìn thấy tình hình trong phòng, anh vẫn có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng vào lúc này, chỉ có mấy người đang nói chuyện, không có giọng nói của Đào Như Tuyết. Anh lập tức vứt bỏ điếu thuốc, bước nhanh vào phòng khách. Vừa vào đến cửa, Tống Vân liền đi ra, cười nói. Sư đệ này, cậu là bác sĩ, có thể giúp tôi xem một chút được không? Ngô Bình mặc kệ cô ta, anh xoay người đi vào phòng khách. Lúc này không hề có bóng dáng của Đào Như Tuyết trong phòng khách. Trái tim anh trùng xuống, anh hỏi, Như Tuyết đâu? Một người đàn ông trung niên đứng lên, lạnh nhạt nói, Như Tuyết đi gặp sư đệ Mã rồi, đừng quấy rầy họ. Ngô Bình cười lạnh, anh đưa tay bóp chặt bả vai người đàn ông, người đó vô cùng đau đớn, liền hét lên, buông ra. Đau quá. Giác. Ngô Bình càng dùng sức hơn, nói cho tôi biết,
Như Tuyết đã đi đâu? Người đàn ông trung niên chịu không nổi, nói, đi ra sân sau rồi. Ngô Bình nắm lấy tóc kẻ này, lạnh lùng nói, các người gọi Đào Như Tuyết đến đây làm gì, nói mau. Hai mắt anh lộ ra sát ý, người đàn ông trung niên sợ tới mức run lẩy bẩy, nói, không biết, sư đệ Mã gọi chúng tôi tới mà. Ngô Bình nhìn hai người kia, họ hoảng hốt nói, chúng tôi cũng không biết. Ngô Bình ném tên kia đi rồi đi ra đằng sau. Sau phòng khách có một cánh cửa gỗ dày nặng, bị khóa từ bên ngoài. Anh bước tới ấn mạnh, nội lực liền tuôn ra mạnh mẽ. Một tiếng rầm vang lên, hai cánh cổng văng ra mấy mét, đập mạnh xuống mặt đất. Ngô Bình bước qua cổng và nhìn thấy một con đường đá trước cổng, nó dẫn đến một sân khác. Anh đi dọc theo con đường và nhìn thấy cổng sân, có hai người đang đứng đó. Hai người này, một người là người khổng lồ cao hơn 2m3, chỉ mặc một chiếc quần đùi da thú trong thời tiết lạnh giá, trên tay còn cầm theo một cây chùy răng sói. Ngay cả cây chùy cũng cao hơn 2m, bên trên đều là gai. Trên cơ thể người đàn ông khổng lồ toàn là cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt vừa to vừa hung tợn, trông giống như một con thú hoang. Bên cạnh là người đàn ông một mắt, mặc quần áo vải, con mắt tỏa ra ánh sáng hung ác. Bàn tay của người đàn ông một mắt thon và dài, có hai thanh phi đao giấu trong lòng bàn tay, hắn có vẻ là cao thủ dùng phi đao. Khi Ngô Bình còn cách cổng 10 mét, người một mắt lạnh lùng nói, tiến thêm một bước thì tôi sẽ lấy mạng cậu. Ngô Bình dừng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông một mắt. Tu vi của người một mắt không hề yếu, là cao thủ cảnh giới thần. Phi đao của anh không giết được tôi đâu, anh lạnh nhạt nói, anh có thể thử xem. Vút, một tia sáng lạnh lẽo bay sát mặt đất, sau đó đột nhiên xéo lên trên, nhắm thẳng vào tim Ngô Bình. Một luồng sáng lạnh khác bay tới, nhắm vào khuôn mặt của anh. Ngô Bình xua tay, dễ dàng đón lấy thanh phi đao. Đồng thời, anh dùng chân phải đá bay thanh phi đao kia. Không đợi đối phương hoàn hồn lại, anh đã vung tay lên, phi đao phát ra một tiếng kinh thiên động địa, thoáng cái đã bắn xuyên qua tim của người đàn ông một mắt. Máu bắn ra tung tóe, hắn lắc lư rồi ngã xuống đất. À, gã đàn ông to lớn vô cùng tức giận, giống lên một cách điên cuồng, gã vung chùy giáng xuống mặt Ngô Bình. Ngay lúc cây chùy rơi xuống, Ngô Bình bất ngờ đến gần gã đàn ông to lớn và đấm vào bụng gã. Phụt, chân lực kinh khủng xuyên thấu qua cơ thể. Sau đó bùng nổ trong cơ thể gã. Gã đàn ông to lớn phun ra một ngụm máu, sau đó máu chảy ra từ từng lỗ chân lông, thậm chí nhãn cầu gã cũng đỏ lên. Cây chùy đập xuống đất, gã đứng thẳng, đầu gục xuống, chết ngay tại chỗ. Sau khi giết liên tiếp hai người, Ngô Bình tiếp tục đi. Đi qua cổng, anh nhìn thấy một đạo sĩ đang đứng trong sân, tay cầm một thanh trường kiếm, đầu kiếm chỉ xuống đất. Đạo sĩ nhìn khoảng 40 tuổi, râu đen rũ xuống ngực. Trông khí chất cũng khá bất phàm. Thấy Ngô Bình bước vào sân, ông ta nói, tên kia, cậu nên đi khỏi đây. Nếu cậu đi tiếp, bần đạo chỉ đành giết cậu. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ông tu luyện đến tiên thiên cũng không dễ dàng gì, tôi không giết ông, mau lui ra. Đạo sĩ khẽ mỉm cười, đã nhiều năm không có ai dám nói chuyện với bần đạo như vậy, cậu muốn chết thì bần đạo sẽ cho cậu được toại nguyện. Nói xong, một luồng ánh kiếm liền bay ra. Người trong nghề vừa ra tay là biết được thực lực của nhau. Kiếm pháp của vị đạo sĩ này rất mạnh, nhanh và chính xác, thanh thoát khó lường. Đinh! Tay của Ngô Cẩn Ngôn duỗi vào trong ánh kiếm liền tản ra, hai ngón tay anh kẹp lấy mũi kiếm của người kia. Đạo sĩ liền kinh hãi kêu to, không thể nào. Ngay khi Ngô Bình đưa kiếm về phía trước, chuôi kiếm đánh vào tim đạo sĩ, ông ta rên rỉ, lùi lại vài bước rồi phun ra một ngụm máu. Khoảng cách giữa tiên thiên và nhân tiên quá lớn, cho dù có cầm ngược thanh kiếm, Ngô Bình cũng có thể làm ông ta bị thương. Đi đi, anh lạnh nhạt nói. Đạo sĩ không dám ho he câu gì, ông ta chắp tay vái lạy Ngô Bình, cảm ơn anh không giết mình, rồi tránh sang một bên. Có một tòa nhà nhỏ bên ngoài sân, lúc này, cửa tòa nhà đang đóng lại, Ngô Bình đạp cửa bước vào sảnh. Vừa bước vào, trong sảnh ngập trong khói lửa, khói có màu vàng xanh và có mùi hắc. Ngô Bình nín thở, lạnh lùng nói, Ma Đô, cút ra đây. Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía trước, đừng la hét, cậu nhóc, cậu đã bị đầu độc bằng, độc hủ tâm, sẽ không thể sống sót sau một phút. Khói độc này mạnh đến mức có thể xâm nhập vào máu qua da ngay cả khi đối phương không thở. May mắn là chân khí thuần dương của Ngô Bình rất mạnh, độc tố vừa xâm nhập sẽ bị đốt cháy thành tạp chất, không thể gây sát thương cho anh. Chương 576, cái chết của Ma Đô.
Ngô Bình cười lạnh, thứ khói độc còn con này thì làm gì được tôi. Anh dùng quỷ thần bộ, ngay lập tức bước đến một cánh cửa. Anh chỉ vỗ một cái, cánh cửa đã hoàn toàn bị đập vỡ, một tiếng hô kinh ngạc đột nhiên vang lên từ bên trong. Một người phụ nữ trung niên nấp sau cánh cửa, ăn mặc rách rưới và bốc mùi hôi thối. Khi bà ta nhìn thấy Ngô Bình xông đến, bà ta giơ tay lên, một đám khói xanh bốc ra. Bà ta có thủ pháp cao siêu, làn khói xanh ngưng tụ thành hình bàn tay người, ào tới chỗ Ngô Bình. Ngô Bình đột nhiên thở ra một hơi giống như một ngọn gió, nó thổi bay làn khói xanh về chỗ người phụ nữ. Bà ta không kịp né tránh, bị toàn bộ làn khói xanh phả vào mặt. Ngay lập tức, khuôn mặt của bà ta tái xanh như thể bị bôi sơn. Đôi mắt người phụ nữ đầy hoảng sợ và kinh hoàng, bà ta che mặt và hét lên. Ngay sau đó, máu của bà ta chuyển sang màu xanh lam, sau đó da toàn thân cũng chuyển sang màu xanh lam. Lúc này bà ta không nói nên lời, ngã quỵ xuống đất, những bong bóng màu xanh xuất hiện từ mắt, mũi, miệng bà ta. Ngô Bình hừ lạnh, anh nhảy vọt lên không trung thì nghe thấy một tiếng rầm, liền xông thẳng lên lầu 2. Sau đó anh lại vọt lên tiếp, đột phá tầng 3, 4, cuối cùng lao lên mái nhà rồi leo lên cao nhìn về phía xa xăm. Lúc này, trong một tòa nhà cách đó vài trăm mét, Đào Như Tuyết đã hôn mê, cô ấy nằm trên một chiếc bàn dài. Ma Đô đứng ở bên cạnh, cạnh hắn là hai người trung niên một nam một nữ. Người phụ nữ trung niên nói, cậu chủ, có được cổ thần cơ của nhà họ Đào thì tu vi của cậu nhất định sẽ tăng vọt. Ma Đô cười nói, tôi biết đến sự kỳ diệu của cổ thần cơ khi tôi học ở nhà cô ấy, nhưng lúc đó nó chưa đủ để khiến tôi phải có được nó. Nhưng tôi không ngờ rằng cổ thần cơ lại tiến hóa. Người phụ nữ trung niên nói, cậu chủ, cậu tinh thông cổ thuật, trong tay lại có cổ đan. Một khi có được cổ thần cơ, cậu có thể khiến nó tiếp tục tiến hóa. Ma Đô gật đầu, đúng vậy. Tôi nghe nói từ người nhà họ Đào rằng mỗi khi cổ thần cơ tiến hóa, chủ nhân của nó có thể thu được lợi ích rất lớn. Có nó, tôi nhất định có thể trở thành địa tiên. Người đàn ông trung niên do dự một chút rồi nói, cậu chủ, nhà họ Đào là thế gia về cổ thuật, quan hệ rộng rãi ở biên nam. Nếu hôm nay chúng ta giết Đào Như Tuyết, nhà họ Đào nhất định sẽ báo thù. Ma Đô lạnh nhạt nói, khi tôi trở thành địa tiên rồi thì nhà họ Đào là cái thá gì chứ? Chú Đinh, chú lo lắng thừa rồi. Người đàn ông trung niên được gọi là chú Đinh gật đầu, cậu chủ nói phải, là do lão nô suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động một hồi, bức tường cách đó hơn 10 mét bị nổ ra một cái lỗ lớn. Trong khói lửa, Ngô Bình sải bước đi tới. Nhìn thấy Đào Như Tuyết bất tỉnh, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lùng, anh nói, anh định làm gì? Ma Đô sửng sốt trước sự xuất hiện của Ngô Bình, chẳng lẽ nhiều cao thủ như vậy lại không thể khống chế được Ngô Bình sao? Anh cũng có bản lĩnh đấy. Đáng tiếc, dù có tu vi cao đến đâu thì trước mặt tôi cũng vô dụng. Hắn huýt sáo, vô số con ong độc rơi từ trên trần nhà xuống rồi lao thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, chân khí thuần dương bộc phát ra, tạo thành một lớp bảo vệ dày một tấc quanh người anh. Ngay khi những con ong độc này tiếp xúc với chân khí thuần dương, chúng đã bị chấn động đến chết, cơ thể chúng tan nát. Ma Đô sửng sốt, muốn sử dụng các cổ thuật khác, nhưng Ngô Bình đã đến ngay trước mặt và tóm cổ hắn. Ma Đô bị Ngô Bình nhấc lên giữ ở giữa không trung. Lạnh lùng nói, anh đang mưu đồ điều gì? Buông cậu chủ nhà tôi ra. Người phụ nữ trung niên tức giận, dùng dao găm đâm Ngô Bình. Ngô Bình thậm chí không quay đầu lại, anh đá bay người phụ nữ. Cú đá này bộc phát trong cơn tức giận, người phụ nữ bay lộn ngược hơn 10 mét, đập mạnh vào tường, nội tạng vỡ nát rồi chết ngay sau đó. Lúc này Ma Đô toàn thân vô lực, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, người này sao có thể mạnh như vậy? Tha mạng cho tôi, hắn hét lên, tôi chỉ muốn có được cổ thần cơ thôi. Lấy được cổ thần cơ sao, Ngô Bình cười lạnh, anh mà cũng xứng với cổ thần cơ sao. Nói xong, anh đập mạnh Ma Đô xuống đất, mặt đất vỡ ra vô số vết nứt. Ma Đô đột nhiên phun ra một ngụm máu, một đòn này khiến một nửa xương cốt của hắn tan nát, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, cha ruột của Ma Đô là chân nhân mã của núi Long Hổ, cậu không thể giết cậu ấy. Ngô bị cười lạnh, anh đá vào đầu Ma Đô một cái. Người đàn ông trung niên sững ra, sau đó hét lên, tôi liều mạng với cậu. Ngô Bình phất tay, mấy luồng chỉ phong xuyên qua cơ thể người đàn ông trung niên, ông ta ngã thẳng xuống đất, không còn thở nữa. Khi đến chỗ Đào Như Tuyết, anh kiểm tra một lượt, đưa tay ra ấn vào cô ấy vài lần. Vài giây sau,
Cô ấy ậm ừ vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy sững người một lúc và hỏi, tại sao em lại ở đây? Ngô Bình bế cô ấy lên và nói, mà đồ muốn lấy cổ thần cơ ra khỏi cơ thể em. Đào Như Tuyết vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn thật quá đáng. Lúc này cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy thi thể Ma Đô thì biến sắc, kêu lên, anh giết Ma Đô sao? Ngô Bình nói, hắn đáng chết. Đào Như Tuyết cười khổ, cha ruột của Ma Đô là chân nhân Mã Huyền của núi Long Hổ, lần này rắc rối to rồi. Ngô Bình nói, giết thì cũng giết rồi. Ngay cả khi anh tha cho hắn, hắn vẫn sẽ trả thù, vì vậy tốt hơn là nên giết. Đào Như Tuyết khẽ thở dài, kệ đi, giờ có sợ cũng vô dụng. Ngô Bình hỏi, Mã Huyền của núi Long Hổ à, anh chưa từng nghe qua cái tên này. Đào Như Tuyết, anh chưa nghe nói cũng bình thường. Nếu em không biết Ma Đô thì em cũng không biết Mã Huyền. Người đàn ông này là một trong ba vị cao thủ sống ẩn giật ở núi Long Hổ. Ông ta sinh ra vào những năm đầu thời dân quốc, tuy rằng tuổi không cao lắm, nhưng tu vi đã là cảnh giới chân nhân. Cô ấy liền kể về thân thế của Ma Đô. Ngày xưa, Mã Huyền trải qua kiếp của địa tiên, cơ thể rất yếu ớt, sau đó được mẹ của Ma Đô là Ma Quỳnh Chi cứu. Sau đó, Ma Quỳnh Chi chăm sóc Mã Huyền rất chu đáo, hai người lâu ngày sinh tình, sống với nhau như vợ chồng. Nửa năm sau, Mã Huyền bình phục và rời đi, không lâu sau Ma Quỳnh Chi sinh ra Ma Đô. Mã Huyền cả đời chưa từng kết hôn mà bỗng nhiên có một cậu con trai nên rất hạnh phúc, cứ 6 tháng lại về thăm vợ con. Sau đó, ông ta tìm cách để Ma Đô gia nhập nhà họ Đào và học cổ thuật. Sau khi nghe Đào Như Tuyết nói, Ngô Bình an ủi, Như Tuyết, em đừng lo lắng quá. Đào Như Tuyết, em không sao, em chỉ sợ Mã Huyền trả thù anh. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, nếu ông ta nói lý thì anh sẽ nói lý với ông ta mà vô lý anh sẽ đánh nhau với ông ta. Sau khi thu dọn xong, Ngô Bình gọi người của thần võ ti tới xử lý. Dù sao cũng có rất nhiều người chết, cần phải được xử lý. Sự việc này đương nhiên Diệp Thiên Tông sẽ biết, chỉ 5 phút sau ông ấy đã gọi đến. Sư đệ, tình hình thế nào? Nghe nói có vài người đã chết. Ngô Bình, sư huynh, có người hãm hại bạn của em, đối phương ra tay trước. Diệp Thiên Tông nói, lai lịch của người chết thế nào? Ngô Bình, có một người tên là Ma Đô, con riêng của Mã Huyền núi Long Hổ. Diệp Thiên Tông sửng sốt, cái gì? Con trai của Mã Huyền. Sư đệ à, cậu to gan thật đấy, không biết Mã Huyền là ai sao? Ngô Bình, em biết, không phải chỉ là chân nhân ở núi Long Hổ sao? Diệp Thiên Tông cười khổ, nếu đã biết thì tại sao cậu còn dám giết tên kia? Mã Huyền có hai đồ đệ, một người là Trương Ngọc Thanh, người này là một thiên tài kiếm thuật, nghe nói đã luyện thành kiếm hoàn, đạt đến địa tiên. Một đệ tử khác là Lý Thiên Đồ, nghe nói người này đang đột phá cảnh giới võ thánh, rất có thể sẽ đột phá tiếp. Chương 577, Thiên Hình. Ngô Bình nói, sư huynh, cho dù ông ta có 10 đệ tử, em cũng không sợ. Diệp Thiên Tông thở dài một hơi, sư đệ, cậu đã gây ra tai họa lớn rồi. Việc này phải tính kế lâu dài. Giờ cậu đến Thiên Kinh ngay lập tức, hãy nghĩ cách xem chúng ta có thể hòa giải với Mã Huyền không. Ngô Bình, sư huynh. Ma Đô hại người trước, chuyện này không có gì để hòa giải cả. Diệp Thiên Tông, sư đệ, Lý Thiên Đồ đứng đầu thiên hình, địa vị của ông ta vẫn cao hơn anh. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, anh lo lắng ông ta sẽ trả thù cậu. Ngô Bình im lặng vài giây rồi nói, được rồi, em sẽ đến Thiên Kinh càng sớm càng tốt. Sau khi cúp máy, anh tìm thấy một chiếc lọ màu đen bằng ngọc bích trên người của Ma Đô. Trong lọ có một viên đan dược màu tím đen. Anh thầm giật mình, đây là cổ đan sao? Cổ đan là đan dược để cổ trùng dùng, ngay cả anh cũng không làm ra được, bởi vì dược liệu để luyện đan quá khó tìm. Cất cổ đan đi, anh nói, Như Tuyết, hãy để họ xử lý việc ở đây, đi thôi. Hai người vẫn rời đảo bằng thuyền vừa cập bến, Ngô Bình đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên bờ. Những người này đều mặc thường phục, nhưng anh rất quen thuộc với khí chất trên người họ, bởi nó giống với các thành viên của Thiên Long. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc đồ da với bộ râu rậm nhìn chằm chằm vào anh và hỏi cậu có phải là Ngô Bình không? Sắc mặt Ngô Bình rất bình tĩnh, anh nói, là tôi đây. Người đàn ông nói, tôi được lệnh bắt cậu, đi theo tôi. Ngô Bình nhíu mày hỏi, muốn bắt tôi sao, anh là ai? Người đàn ông nói, tôi tên là Chu Sĩ Đình, người của Thiên Hình. Nghe đến từ Thiên Hình, lòng Ngô Bình trùng xuống. Thiên Hình là một cơ quan chuyên giám sát các tổ chức vũ trang như Thiên Long và Thần Võ Ti.
Có vẻ như Lý Thiên Đồ đã ra tay. Anh gật đầu và nói với Đào Như Tuyết, Như Tuyết, nói với Thần Chiếu và ông Hoa là anh sẽ đi đến Thiên Kinh. Còn nữa, hôm nay em về Biên Nam luôn đi. Đào Như Tuyết vội vàng lắc đầu, vì chuyện này do cô ấy mà ra nên cô ấy không thể bỏ mặc, liền nói, không, em cũng đi Thiên Kinh. Ngô Bình cười nói, em chờ tin tức của AMH, đừng lo lắng, anh không sao đâu. Sau đó, anh nhìn vào người đàn ông có râu và nói, tôi cần nói chuyện một chút với cô ấy. Người đó cười nói, được, nhưng tôi nhắc cậu nhé, nếu đã nằm trong danh sách của Thiên Hình thì không thể trốn thoát đâu. Tôi muốn đi thì anh không cản được, tôi không cần chạy, anh lạnh nhạt nói. Gã râu ria khịt mũi rồi lập tức đưa thuộc hạ sang chỗ khác để nhường chỗ cho họ. Ngô Bình kéo Đào Như Tuyết vào lòng rồi nói bên tai cô ấy, đừng lo lắng cho anh. Em đến khách sạn tìm Thần Chiếu đi. Trong thời gian này, hãy ở cạnh ông ấy và đừng liên lạc với bất cứ ai. Anh lo lắng rằng người của Mã Huyền sẽ tấn công Đào Như Tuyết, vì vậy anh mới dặn dò cô ấy. Đào Như Tuyết hiểu rằng cô ấy không thể làm gì bây giờ, cô ấy chỉ có thể chờ đợi tin tức từ Ngô Bình. Do dự một hồi, cô ấy gật đầu thật mạnh, anh phải cẩn thận đấy. Em sẽ đợi tin tức của anh. Ngô Bình tháo chiếc nhẫn trong tay đưa cho Đào Như Tuyết, trầm giọng nói, cầm lấy đi em. Lần này đi, anh không thể mang theo bất cứ thứ gì, trong chiếc nhẫn này có khá nhiều bảo vật của anh nên anh đương nhiên phải giao nó cho Đào Như Tuyết bảo quản. Đào Như Tuyết cảm thấy trong lòng hoảng loạn vô cớ, cô ấy đột nhiên ôm chặt lấy Ngô Bình, hai mắt đỏ hoe. Ngô Bình vỗ lưng cô ấy, nói, Như Tuyết, nhớ làm theo lời anh bảo nhé. Nói xong, anh đẩy Đào Như Tuyết ra, sải bước về phía Chu Sĩ Đình, nói, có thể đi rồi. Chu Sĩ Đình mở cửa xe cho anh. Họ cùng nhau ngồi vào ghế sau của chiếc xe Việt dã. Anh ta mỉm cười, nói, anh bạn, tốt hơn hết là cậu nên gọi cho người nhà của bạn, nếu không gọi là không còn cơ hội đâu. Ngô Bình cười lạnh, anh cho rằng tôi sợ hãi à? Chu Sĩ Đình châm một điếu thuốc, nói, biết tại sao chúng tôi có thể tìm được cậu nhanh như vậy không? Ngô Bình cũng rất tò mò, ngay cả Diệp Thiên Tông cũng vừa mới biết chuyện ở đây, làm sao những người của Thiên Hình lại biết chuyện? Anh hỏi, tại sao? Chu Sĩ Đình, ngay khi Ma Đô chết là chúng tôi đã biết. Trên đảo này có tai mắt của chúng tôi. Cậu cũng to gan thật, dám giết con riêng của chân nhân Mã, khâm phục. Ngô Bình nói, quá khen. Chu Sĩ Đình giễu cợt, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Lý Thiên Đồ là nhân vật hàng đầu trong Thiên Hình, mà cậu lại giết chết sư đệ của ông ta, ha ha, tôi thề là cậu sẽ chết thảm. Ngô Bình, tôi chỉ là tự vệ thôi. Chu Sĩ Đình nói, cậu nên nói với những người thẩm vấn những lời này thì hơn. Nhân tiện, nơi cậu tới không phải Thiên Kinh, mà là sa mạc ở phía Tây Bắc. Ngô Cẩn Ngôn khịt mũi, nói, cho tôi điếu thuốc đi. Chu Sĩ Đình cười gằn, sao, bây giờ mới biết sợ à? Vẻ mặt Ngô Bình rất bình tĩnh, anh nói, sợ sao? Anh quá đề cao Thiên Hình, cũng quá coi thường tôi. Chu Sĩ Đình đưa cho anh một điếu thuốc, lắc đầu nói, anh bạn à? Tôi cũng là người làm theo lệnh thôi. Khi cậu đến đó, cho dù cậu có khổ sở như thế nào thì cũng đừng trách tôi. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không nhớ một tên còn con như anh đâu, Ngô Bình lạnh nhạt nói. Mặc dù Chu Sĩ Đình rất khó chịu, nhưng lại không thể phản bác. Ngô Bình dù sao cũng là nhân tiên, mà anh ta chỉ là một nhân vật còn con với cảnh giới luyện khí mà thôi. Anh ta khịt mũi, để bảo toàn chút thể diện. Chu Sĩ Đình nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sẽ nói cho cậu hiểu nhé, những người bị giam giữ ở nơi đó đều là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Ngô Bình hỏi, có địa tiên không? Chu Sĩ Đình khịt mũi, tuy rằng không có địa tiên, nhưng cũng có đại ác ma nguy hiểm như địa tiên. Ngô Bình lạnh nhạt nói, nếu không có địa tiên thì tôi lo lắng cái gì? Chu Sĩ Đình không thèm nói nữa, chỉ im lặng hút thuốc, anh ta phát hiện mình không thể khiến Ngô Bình sợ. Hút xong một điếu thuốc. Ngô Bình nhắm mắt dưỡng thần. Chuyến này anh không hề lo, Trương Thiên Hoành còn dùng đến anh nên sẽ không để anh ở trong đó quá lâu. Ngoài ra anh bản lĩnh gan dạ, không sợ người ta hãm hại. Đi hơn một tiếng, xe đi vào một nông trại bình thường ở ngoại ô. Vừa đi vào đã có mấy người đi ra khỏi căn nhà, họ nhìn Ngô Bình với ánh mắt như muốn giết người. Chính cậu ta đã giết sư thúc Ma Đô của tôi sao, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đanh giọng nói. Chu Sĩ Đình nói, chính cậu ta, nói xong anh ta tránh sang một bên, sẵn sàng hóng hớt. Thanh niên rút trường kiếm ra đâm về phía ngực Ngô Bình. Kiếm pháp của hắn rất tinh diệu, ánh kiếm lóe nhanh như chớp, thoáng cái đã đến nơi.
Nhưng Ngô Bình vừa giơ tay đã bắt lấy thanh kiếm. Thanh niên kia kinh ngạc, dùng sức đoạt kiếm, nhưng thanh kiếm không hề động đậy. Phụt! Ngô Bình đẩy kiếm lên, chuôi kiếm cắm sâu vào ngực thanh niên. Hắn kêu lên thảm thiết, hai hay ôm chuôi kiếm lui nhanh ra sau. Người xung quanh đều kinh ngạc, ai cũng hít sâu một hơi, người này mạnh quá. Ngô Bình lạnh nhạt nói, giờ đi bệnh viện may ra còn cứu được. Những người khác đều rối cả lên, vội đưa thanh niên bị thương đi. Những người còn lại đều không dám lại gần Ngô Bình. Chu Sĩ Đình hơi thất vọng, anh ta ho một cái rồi nói, Ngô Bình, người bị cậu đánh là đệ tử của Lý Thiên Đồ, tên La Hoàng, cũng là người của Thiên Hình. Cậu làm thành viên của Thiên Hình bị thương, tội càng nặng thêm. Ngô Bình khinh thường, nói tội thế này thì thêm mấy tên bị thương nữa cũng chẳng sao. Các người có muốn qua đây thử không? Nói xong anh lạnh lùng nhìn lướt qua những kẻ còn lại, họ đều tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng. Chu Sĩ Đình rất bất lực, cho dù là Thiên Hình thì cũng chẳng có mấy nhân tiên, các cao thủ vẫn đang trên đường tới đây. Với tình hình hiện tại thì không ai khống chế được Ngô Bình. Ngô Bình nhìn giờ, nói, đến giờ ăn chiều rồi, đi chuẩn bị đồ ăn đi. Chu Sĩ Đình nhíu mày, nói, giờ mới 4 giờ, cậu ăn cơm chiều gì chứ? Ngô Bình lạnh nhạt nói, nếu anh không chuẩn bị thì tôi chỉ có thể ra quán ăn thôi. Chu Sĩ Đình sững sờ, Ngô Bình muốn đi thì anh ta không cản nổi. Anh ta nghĩ một lúc rồi cắn răng, nói, được, tôi sẽ đặt đồ bên ngoài cho cậu. Chương 578, Hạ Thông. Chu Sĩ Đình đi ra ngoài và gọi đồ ăn. Đồ ăn được đưa tới, Ngô Bình liếc mắt nhìn, hỏi tại sao không có rượu. Tôi đi mua rượu, anh ta đứng dậy và lại đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa ra đến cửa, anh ta đã dừng lại. Một ông già nhỏ gầy đột nhiên bước vào. Ông già này không cao, khoảng 1,6 mét, gầy gò, vẫn thắt bím tóc của thời nhà Thanh, hai tay để sau lưng. Ông ta mặc áo choàng vải xanh, đi giày vải màu xám có xếp tầng. Nhìn thấy người này, Chu Sĩ Đình giật mình, vội vàng chắp tay, đường chủ hạ. Ông già gật đầu, nói Chu Sĩ Đình, cậu không cảm thấy xấu hổ khi để một tên tù nhân sai khiến sao? Giọng nói của ông ta khàn khàn, ông ta nhìn Ngô Bình, nói, bị Thiên Hình bắt mà còn kiêu ngạo như thế, tên nhóc này, cậu cũng ngông cuồng thật. Ngô Bình liếc nhìn ông già, thầm nghĩ trong lòng rằng cuối cùng đã gặp được một nhân tiên. Ông già đã mở ra hai linh khiếu, tu vi tương đương anh. Đương nhiên về sức mạnh, anh chắc chắn sẽ đè bẹp đối phương. Ông là ai? Ngô Bình hỏi. Ông già lạnh nhạt nói, Hạ Thông, đường chủ nhị đường của Thiên Hình. Ngô Bình nói, hóa ra là đường chủ Hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Thông khịt mũi, nói cậu nhóc, cậu đã phạm phải tội nặng, cậu đừng hòng còn sống đi ra khỏi đây. Vẻ mặt của Ngô Bình vẫn như thường, anh nói cảm ơn đã nhắc nhở tôi. Nói xong, anh nói với Chu Sĩ Đình, tôi bảo anh đi mua rượu mà, anh điếc sao? Sắc mặt Hạ Thông xa sầm, ông ta tức giận nói, Ngô Bình, cậu nghĩ người của Thiên Hình dễ bắt nạt lắm à? Ngô Bình cười lạnh, sao hả? Muốn ra tay à? Ông có thể thử xem, nếu trong vòng 10 chiêu tôi không thể đánh bại ông, Ngô Bình này sẽ tùy ông xử lý. Hạ Thông rốt cuộc không kìm được tức giận nữa, nói, được rồi. Vậy thì để tôi lĩnh giáo bản lĩnh của cậu. Nói rồi người ông ta lóe giống như một con rồng, ông ta chỉ vào Ngô Bình. Chiêu này của ông ta biến hóa khó lường, xuất thần nhập quỷ, vô cùng cao thâm. Ngô Bình không dám bất cẩn, anh né sang một bên, dùng ngũ long thánh quyền để chiến đấu với ông ta. Anh đã thành thạo quyền ý, mọi động tác có sức mạnh khổng lồ. Hạ Thông vừa bắt đầu đã cảm thấy rất áp lực và khó chịu, không thể phát lực. Chiêu đầu tiên của ông ta đã bị Ngô Bình giải quyết dễ dàng, hơn nữa cú đá của anh bay vụt đến trước mặt ông ta như giáng từ trên trời xuống. Hạ Thông sửng sốt lui về sau nhanh chóng, cố gắng lắm mới tránh được cú đá. Nhưng trước khi ông ta có thể thực hiện động tác tiếp theo, hàng chục bóng chân đã lao tới chỗ ông ta. Ông ta tránh được chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, nhưng không thể tránh được chiêu thứ tư, vì vậy ông ta chỉ có thể nhấc tay lên cố gắng chống đỡ. Bị đòn nặng đánh trúng, Hạ Thông lùi lại mấy bước, hai cánh tay tê dại. Sau đó chiêu thứ năm lại đập mạnh xuống. Phịch! Sau hai cú đánh, xương cánh tay của Hạ Thông nứt ra, ông ta đau đớn rên rỉ, cánh tay gần như mất cảm giác. Bây giờ, ông ta không có cách nào đánh trả, chỉ có thể miễn cưỡng bày thế. Chiêu thứ sáu rơi xuống, vị võ vương này liền bị đánh bay, thân thể đập mạnh vào bức tường phía sau. Bức tường đá dày sụp đổ dưới tác động của ông ta. Trong khói bụi, Hạ Thông kêu lên vài tiếng đau đớn,
sau đó ho dữ dội. Chu Sĩ Đình ngơ ngác, Hạ Thông là võ vương, thế mà lại bị đánh bại như thế này sao? Hạ Thông mất một lúc lâu mới gượng dậy được, dáng vẻ chật vật vô cùng. Xương cánh tay đều gãy, nội tạng cũng chấn thương, lúc này sắc mặt ông ta tái nhợt, mặt đầy bụi. Ông ta ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, hỏi cậu dùng cước pháp gì vậy? Ngô Bình lạnh nhạt nói, đá linh tinh thôi. Hạ Thông thở dài nói, tôi thua tâm phục khẩu phục. Ngừng một chút, ông ta nói với Chu Sĩ Đình, còn không mau đi mua rượu. Ông già này rất tự nhiên hào phóng, Ngô Bình cũng không có ác cảm với ông ta, anh nói, ông về dưỡng thương đi. Hạ Thông thờ ơ nói, chỉ là bị thương một chút, không chết được. Không lâu sau, Chu Sĩ Đình mang một thùng rượu tới. Rượu tất nhiên là rượu ngon, một chai trên thị trường có giá hàng chục nghìn tệ. Có rượu và đồ ăn, Ngô Bắc không khách sáo, anh bắt đầu ăn thùng uống vại. Hạ Thông chịu đựng cơn đau, ông ta ngồi xuống bàn, mở chai rượu, uống cạn từng ly một. Ngô Bình ăn cũng no lưng lửng, anh đã ăn gần hết các món ăn trên bàn. Sau khi nấc một cái, anh liếc mắt nhìn Hạ Thông, nói, đường chủ Hạ, ông sẽ đến Tây Bắc cùng tôi sao? Hạ Thông, ban đầu lo lắng cậu trốn đi giữa đường nên để tôi đi theo. Bây giờ xem ra tôi có đi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Ông ta hoàn toàn không đánh được Ngô Bình, chỉ cần đánh vài chiêu là ông ta đã bị thương. Nếu Ngô Bình muốn rời đi thì tất nhiên ông ta không thể ngăn cản. Ngô Bình khịt mũi, trừ khi Lý Thiên Đồ đích thân tới, những người khác chẳng ăn thua. Hạ Thông đột nhiên nói với mọi người, các ngươi đều lui ra đi. Ông ta có địa vị cao nhất, ai cũng không dám trái lời, liền lần lượt rời khỏi sân. Trong sân rộng lớn chỉ còn lại Ngô Bình và Hạ Thông. Hạ Thông nhìn Ngô Bình và nói, trước đây, tôi đã nghe nói về danh tiếng của cậu Ngô đây. Ngô Bình hơi ngạc nhiên vì Hạ Thông như biến thành một con người khác, đột nhiên rất cung kính với anh. Không dám, anh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thông. Hạ Thông, vừa rồi tôi đã mạo phạm cậu, nhưng tôi buộc phải làm vậy. Dù gì tôi cũng là người của thiên hình. Ngô Bình nói, đường chủ Hạ, có điều gì muốn nói ông cứ nói thẳng ra, ông không cần phải vòng vo nữa. Hạ Thông gật đầu, tiểu nhân vâng lệnh Vân Tôn đến âm thầm bảo vệ cậu chủ. Ngô Bình sửng sốt, Vân Tôn, cô ấy bảo ông đến sao? Hạ Thông nói, không phải là mệnh lệnh của Vân Tôn, mà là trước đó Vân Tôn nói cho tôi biết thân phận của cậu chủ, bảo tôi sau này gặp cậu chủ phải âm thầm bảo vệ cậu. Ngô Bình gật đầu, vậy ông là người của Vân Tôn? Hạ Thông, hồi đó Vân Tôn đã cứu mạng tôi, tính mạng của tôi là do Vân Tôn ban tặng. Tôi phải làm tốt việc cô ấy giao phó. Ngô Bình chắp tay nói, cảm ơn. Sau đó anh hỏi, ông Hạ, thiên hình định làm gì với tôi? Hạ Thông, tôi đang định nói cho cậu biết chuyện này. Lý Thiên Đồ đã yêu cầu chúng tôi gửi cậu đến nhà tù dưới lòng đất ở sa mạc. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cậu mà vào thì khó mà giữ mạng. Ngô Bình cười lạnh, có cần phải phiền phức như vậy không? Lý Thiên Đồ muốn báo thù thì trực tiếp giết tôi là được rồi mà. Hạ Thông lắc đầu, Lý Thiên Đồ biết thân phận của cậu không đơn giản. Sau lưng cậu có thần tướng Trương, cậu cũng là con rể của Đường Môn và là sư đệ của Diệp Thiên Tông. Vì vậy, ông ta sẽ không bao giờ dám giết chết cậu. Và ông ta biết rằng thiên hình không thể nhốt cậu quá lâu, vì vậy ông ta hy vọng sẽ xử lý cậu trong thời gian ngắn mà không gây ra phản ứng dữ dội từ nhiều bên, Hạ Thông nói. Ngô Bình khịt mũi, nói, Lý Thiên Đồ thật biết tính toán. Tiện thể nói cho tôi biết về nhà tù dưới lòng đất đi, nơi đó là cái gì? Hạ Thông liền nói cho Ngô Bình biết tất cả những gì ông ta biết. Trên sa mạc của lãnh thổ Tây Bắc, một hang động cổ xưa đã được phát hiện. Các hang động mở rộng theo mọi hướng, ẩn chứa nhiều nguy cơ không rõ và có rất nhiều kho báu bên trong. Những người vào hang để khám phá xưa kia đã chết hết đợt này đến đợt khác, và nhiều người trong số họ là cao thủ cấp địa tiên, nhân tiên. Sau đó, các thế lực lớn cảm thấy việc tiến vào nơi ma quái này không đáng để mất mát quá nhiều như vậy, vì vậy có người đã nảy ra một ý tưởng, đó là đưa những tên phạm tội nặng bị bắt ở nhiều nơi khác nhau vào đó, sử dụng hang động làm nhà tù, và để tù nhân khám phá khu vực chưa xác định. Chương 579, hang động đáng sợ. Bằng cách này, không chỉ có thể giam giữ những tên quỷ quái trong giang hồ vô cùng nguy hiểm và vô cùng ngang ngược này, mà còn có thể sử dụng họ để khám phá những khu vực chưa được biết đến trong hang động dưới lòng đất. Sau vài năm xây dựng, một nhà tù khổng lồ dưới lòng đất đã được xây thành công. Cho đến nay, hơn 800 tù nhân đang bị giam giữ ở đó, và tù nhân đều được gửi đến mỗi ngày.
Nội bộ nhà tù rất hỗn loạn, đó là một xã hội thu nhỏ không hề có luật lệ, có tồn tại được hay không là tùy vào khả năng của chính mình. Nói đến đây, Hạ Thông nói, cậu chủ, Lý Thiên Đồ nhất định sẽ sai người bên trong giết cậu, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình, điều đó cũng có nghĩa nếu tôi sống sót, Lý Thiên Đồ sẽ không thể làm gì tôi. Hạ Thông, đó là điều đương nhiên, tôi nghe nói các bên đều đã hoạt động, cố gắng giải cứu cậu. Chỉ cần cậu có thể sống được khoảng nửa tháng thì có thể ra ngoài an toàn. Ngô Bình nói, nếu không có địa tiên ở đó thì không có gì phải sợ. Hạ Thông cười khổ, cậu chủ, mấy kẻ tà tu trên thế giới này còn đáng sợ hơn địa tiên, cậu đừng bất cẩn. Ngô Bình gật đầu, tôi sẽ cẩn thận. Ông Hạ, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nào, tôi giúp ông nối xương gãy. Anh lập tức dùng khả năng của mình để nối cánh tay bị gãy của Hạ Thông, đồng thời chữa trị vết thương cho ông ta bằng chân khí. Không bao lâu, đau đớn trên người Hạ Thông biến mất, ông ta cười nói, tôi nghe nói y thuật của cậu rất thật tuyệt vời, không ngờ nó còn kỳ diệu hơn tôi nghĩ. Ông ta nói xong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói, cậu chủ, trong ngục giam ngầm này có một đám người tẩu hỏa nhập ma, nếu có thể chữa khỏi thì cậu có thể sử dụng bọn họ. Ngô Bình thấy rất kỳ quái, người bị tẩu hỏa nhập ma lại bị nhốt vào trong hang sao. Hạ Thông gật đầu, có một số người tu vi rất cao, một khi tẩu hỏa nhập ma sẽ rất nguy hiểm, cho nên môn phái của bọn họ không còn cách nào khác, đành phải tống bọn họ vào hang động. Trong số đó, có cao thủ tà đạo, cũng có danh môn chính phái, như Võ Đang, Chùa Đại Thiền, Núi Long Hổ, Côn Lôn, v.v. Tất cả đều được gửi đến các hang động dưới lòng đất và bị bỏ lại để họ tự sinh tự diệt. Ngô Bình, người tẩu hỏa nhập ma khá khó chữa, hơn nữa thường khó tiếp cận loại người này, cứ tùy duyên đi. Nói đến đây, anh nói, tôi có chuyện muốn nhờ ông. Trước khi vào động, ông phải tìm cách lấy được ngũ hành tiên châm đưa đến cho tôi. Hạ Thông, được rồi, trước khi lên đường, tôi nhất định sẽ đưa cho cậu. Sau đó Ngô Bình liền cho ông ta biết địa chỉ và phương thức liên lạc của mình, Hạ Thông rời đi ngay sau đó. Không còn gì để làm, anh ngồi thiền trong phòng mình. Cố gắng tu luyện giai đoạn thứ ba của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Thần Quỷ Trường Vực. Việc tu luyện Thần Quỷ Trường Vực này rất khó, có nghĩa là sau khi sức mạnh quỷ thần đạt đến trình độ rất cao thì quanh thân sẽ hình thành một lĩnh vực. Trong phạm vi đó, các đòn tấn công từ bên ngoài sẽ bị bóp méo và yếu đi, khó gây sát thương cho anh. Đương nhiên, muốn tu luyện thành cảnh giới này cũng khó, ngay cả với thực lực của Ngô Bình hiện tại cũng không thể thành công trong thời gian ngắn, cần phải từ từ thử nghiệm, mày mò. Khi anh tu luyện, anh không biết sự thay đổi của thời gian. Thoáng cái trời đã tối, Hạ Thông đã trở về, ông ta mang tới ngũ hành thần châm. Hạ Thông lúc này mới nói với Chu Sĩ Đình, được rồi, đi thôi. 10 phút sau, cả nhóm lái xe đến sân bay gần đó và lên máy bay. Nửa giờ sau, chiếc máy bay cất cánh bay đến vùng đất hoang vu phía tây bắc. Trên máy bay, Ngô Bình nhắm mắt không nói chuyện với ai. Hơn 4 giờ sau, máy bay hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, họ lên xe ô tô và tiếp tục lên đường. Lần này, xe đi vào khu vực sa mạc sau khi lái xe hơn 2 giờ đồng hồ, sau đó lại tiếp tục đi. Cuối cùng, họ đi vào một ốc đảo lớn, một hồ nước lớn xuất hiện ở phía trước bên trái, được bao quanh bởi thảm thực vật. Đi mãi Ngô Bình mới thấy một mảng xanh tốt, tâm trạng cũng đột nhiên tốt lên rất nhiều. Anh nhảy ra khỏi xe và đi về phía hồ. Hạ Thông cũng không ngăn cản, Chu Sĩ Đình lo lắng hỏi, đường chủ. Cậu ta sẽ không chạy trốn đúng không? Hạ Thông, với thực lực của cậu ta, nếu muốn trốn thoát thì cậu ta đã trốn thoát rồi. Cậu ta sẽ không đợi đến bây giờ đâu. Cách đây 30 dặm là lối vào nhà tù dưới lòng đất. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút. Khi Ngô Bình đến bên hồ, anh thấy mặt hồ trong như pha lê, một con sông nhỏ uốn khúc chảy ra, nối liền với một ngọn núi tuyết phủ phía xa. Anh rửa mặt sạch sẽ, nhìn ánh sao trên bầu trời, trong lòng đột nhiên có hứng thú. Bắt đầu tu luyện bộ đoàn thể thuật thứ 6. Sau khi luyện đến đại thành, việc tu luyện đoàn thể thuật cũng không khó lắm, chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, anh luyện liên tiếp 3 chiêu. Tuy nhiên, khi tập đến chiêu thứ 4, anh đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu, đành phải dừng tập. Chẳng mấy chốc trời đã rạng sáng, anh lặn xuống hồ và tắm rồi mới lên bờ. Hạ Thông đi tới nói, cậu chủ, sắp xuất phát rồi. Ngô Bình nói, đi thôi. Anh cũng rất hứng thú với hang động bí ẩn dưới lòng đất. Xe chạy tiếp 30 dặm và đi vào một thung lũng hoang vắng. Một ngôi nhà nhỏ được xây dựng ở lối vào thung lũng, các phương tiện qua lại đều phải bị kiểm tra. Mấy người xem tài liệu rồi cho xe vào.
Không lâu sau, Ngô Bình nhìn thấy một hang động trên vách núi. Hang động này cao hơn 5 mét và rộng 7 đến 8 mét. Bên ngoài hang có mấy người canh giữ, thấy có người áp giải Ngô Bình đi tới, một người lập tức lập biên bản, sau đó lấy ra một cái còng tay và còng chân đặc biệt từ phía sau ra đeo cho Ngô Bình. Ngô Bình không chống cự, sau khi bị còng lại anh bị người ta đẩy vào. Đám người Hạ Thông không vào được, họ đứng ngoài một lúc rồi đi. Sau khi vào hang, đi được hơn 100 mét thì có một cánh cổng kim loại xây chéo, cánh cổng khóa chặt. Ngô Bình đến trước cổng, người gác cổng mở cửa ra, lạnh lùng nói, vào đi. Ngô Bình cúi đầu nhìn, sau cánh cổng là một con dốc gập ghềnh, gần như dốc 90 độ, sâu không thấy đáy. Hai người đằng sau đẩy mạnh để đẩy anh vào, nhưng họ đẩy một lúc mà Ngô Bình vẫn không động đậy. Ngô Bình quay đầu nhìn họ, gằn giọng nói, đừng động vào tôi, nếu không tôi đánh chết các người. Anh chỉ nói một câu đã khiến chúng rợn hết tóc gáy. Chúng làm việc ở đâu bao nhiêu năm nên biết có người không thể chọc vào, ví dụ như Ngô Bình. Người kia ho một cái, nói, dù sao thì cậu cũng phải đi xuống mà. Ngô Bình không trả lời, anh nhẹ nhàng bật lên rồi nhảy xuống, sau đó trượt xuống dốc. Người bên ngoài lập tức đóng cổng kim loại. Bây giờ người bên trong muốn phá cửa ra là điều không thể. Người đóng cổng nói, các người nói xem tên đó có thể sống mấy ngày. Người đi cùng Ngô Bình tới đây nói, ít nhất 3 ngày, tôi thấy tu vi cậu ta rất cao, chắc là nhân tiên đấy. Người kia nói, nhân tiên thì sao chứ, nhân tiên chết trong này đâu có ít. Người tu vi thấp còn sống được, kẻ tu vi cao chết càng nhanh. Ngô Bình thì đang trượt nhanh xuống theo một con dốc cực dốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, anh nghe thấy gió rít bên tai. Tay anh bám vào vách đá, tốc độ dần chậm lại. Chẳng mấy chốc anh đã đáp đất, đi vào một khu vực rất tối tăm. Mặt đất toàn những viên đá sắc nhọn và đầy mùi hôi. Mùi xác chết, mùi nước tiểu trộn lẫn vào nhau rất buồn nôn. Chương 580, Ma Quỷ Địa Ngục. Ngô Bình vừa tiếp đất đã phát hiện gần đó có hai đôi mắt hệt như dã thú đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay sau đó là hai con dao sắc bén đâm về phía anh không một tiếng động. Đôi mắt của Ngô Bình có thể nhìn trong đêm. Anh lạnh lùng hừ giọng, vươn tay túm chặt một trong hai lưỡi dao, đồng thời vung chân đá bay người còn lại. Người bị đá gào lên thảm thiết rồi văng ra mấy mét, rơi xuống đất rồi ngất đi. Còn người đang bị anh giữ dao thì kinh ngạc, cố gắng giật lại con dao nhưng bất thành. Tim đánh thịch một cái, anh ta dứt khoát buông tay rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng không kịp nữa. Ngô Bình vứt dao đuổi theo, bóp cổ đối phương. Anh ta lập tức mềm nhũn, hét to, anh hùng, xin tha mạng. Ngô Bình ném mạnh người này xuống đất, đá sỏi sắc nhỏ dưới đất đâm vào da khiến anh ta không ngừng đau đớn thét lên. Vì sao lại giết tôi, anh lạnh lùng hỏi. Người này vội vàng đáp, anh hùng, chúng tôi đã không có gì vào bụng nhiều ngày lắm rồi, chỉ muốn bắt một con, cừu hai chân, về ăn thôi, nào ngờ lại gặp phải anh. Xin anh hùng tha mạng. Ngô Bình lập tức hiểu ra, giận dữ nói, các người ăn thịt người. Anh ta trả lời, anh hùng à, ở đây là địa ngục, người có năng lực yếu kém chẳng có gì để ăn cả. Chúng tôi cùng đường rồi mới dùng đến hạ sách này. Ngô Bình đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện cách đó không xa có một đống xương trắng, là xương của những người bị ăn thịt. Anh lạnh mặt hỏi, anh tên gì? Tôi là Lưu Trường Hưng, đối phương vội vàng đáp. Ngô Bình hỏi tiếp, anh đến nhà giam dưới lòng đất này bao lâu rồi? Tôi ở đây hơn một năm rồi, anh ta nói. Ngô Bình bảo, anh đã ở đây hơn một năm, chắc hẳn rất thông thuộc nơi này. Dẫn đường đi. Lưu Trường Hưng ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Anh ta sống trong bóng tối đã lâu, tuy nhìn không rõ lắm nhưng biết nên đi theo hướng nào. Đi được một đoạn, con đường trở nên bằng phẳng hơn. Mặt đất trải đầy gạch đá dày cộm, trên gạch đá còn khắc hoa văn kỳ lạ. Ngoài ra còn có ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ trên đỉnh. Ngô Bình nhận ra nơi này là một quảng trường rộng lớn, ít nhất phải mấy mươi nghìn mét vuông, có hàng trăm cột đá lớn được dựng lên. Nhìn lên đỉnh là một mái vòm khổng lồ với những bức bích họa cổ xưa. Anh ngắm nghía bích họa, nhận thấy phong cách không giống thời Tiên Quốc, có lẽ còn xưa hơn, thuộc thời kỳ trước Tiên Quốc. Đi thêm mấy chục mét về phía trước, anh thấy 13 cổng vòm bằng đá, đen kìn kịt. Sau mỗi cánh cổng là một lối đi rất dài, không biết thông đến nơi nào. Ngô Bình dừng lại, hỏi tiếp, Lưu Trường Hưng, 13 cánh cổng này dẫn đến những đâu? Lưu Trường Hưng vội vàng đáp, 7 cổng đầu tiên đã từng được khám phá, tuy có nguy hiểm, nhưng người ta đã có hiểu biết đại khái về tình hình bên trong. 6 cổng còn lại cũng từng có người đi vào nhưng chưa có ai sống sót trở ra,
được xem là cấm địa, không ai dám vào. Ngô Bình hỏi, toàn bộ người bị giam ở đây đều sống ở 7 cổng đầu tiên. Lưu Trường Hưng trả lời, thưa anh, trong 7 cánh cổng đầu tiên, có cổng đã được khám phá hết, có cổng chỉ mới khám phá một phần, có cổng vừa được khám phá thôi. Bây giờ phần lớn đều sống ở sau cổng thứ nhất đến cổng thứ năm. Ngô Bình nhấc chân, toàn bước vào cánh cổng thứ nhất. Lưu Trường Hưng vội gọi giật, xin anh dừng bước. Sao vậy, Ngô Bình cau mày. Lưu Trường Hưng nói, tôi vẫn chưa nói hết. Trong 5 cánh cổng đầu tiên đều có một vị bá chủ. Anh mạo muội xông vào địa bàn của họ sẽ rất nguy hiểm. Ngô Bình ngạc nhiên, ồ, bên trong bị người ta chiếm cứ rồi à? Thế cổng thứ 6 và thứ 7 thì sao? Lưu Trường Hưng đáp, cổng thứ 6 còn nguy hiểm hơn. Nó chỉ mới được khám phá một phần rất nhỏ, có một nhóm người rất lợi hại sống trong đó. Ngay cả bá chủ của 5 cổng kia cũng không dám động vào họ. Cổng thứ 7 vừa mới có người bước vào, mà người dám vào đó đều thuộc hàng đỉnh cấp ở nơi này. Ngô Bình thắc mắc, rốt cuộc sau cánh cổng này có thứ gì mà lại khiến nhiều người mạo hiểm đi vào khám phá đến vậy? Lưu Trường Hưng nói, tôi cũng không rõ. Dù sao thì tu vi của tôi cũng thấp, chỉ dám ở bên ngoài thôi. Ngô Bình đã sớm nhận ra có rất nhiều người ngồi hoặc nằm ở không gian rộng lớn bên ngoài, hầu hết đều đã thoi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Hai người đang trò chuyện thì có 4 người tiến lại gần. Đám người này ăn mặc rách rưới, gầy như da bọc xương, nhưng ánh mắt lại dữ tợn vô cùng. Nhắc thấy bọn họ, Lưu Trường Hưng giật mình lùi lại ngay lập tức, ngay cả chân cũng run lẩy bẩy, đôi mắt ngập tràn sợ hãi. Tên cầm đầu cười hề hề, con, cừu hai chân, mới đến trông béo tốt đấy nhỉ. Lưu Trường Hưng, mày to gan lắm, dám động vào thức ăn của bọn tao. Bị kẻ khác xem là thức ăn, Ngô Bình nhăn tít mày, hỏi ngay, Lưu Trường Hưng, mấy kẻ này là ai? Lưu Trường Hưng vội giải đáp, họ là quỷ giết người của Tây Vực, từng giết rất nhiều người và được gọi là Tứ Quỷ Tây Bắc. Tứ Quỷ Tây Bắc, Ngô Bình chẳng có ấn tượng gì, nhưng nhìn bọn người này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì. Anh hỏi kẻ vừa lên tiếng, các người phạm tội gì mà bị giam ở đây? Kẻ nọ lạnh lùng hừ giọng, mày là đồ ăn của bọn tao, hỏi nhiều làm gì? Nói đoạn, hắn vồ lấy tim Ngô Bình, móng tay sắc nhọn, rõ là từng luyện kỳ công nào đó. Ngô Bình không hề cử động, móng tay của hắn chạm vào người anh như thể vồ phải sắt thép, cùng lúc ấy, một lực đánh ngược khiến tay hắn văng ra. Mấy tiếng rắc vang lên, toàn bộ móng tay của hắn đều gãy cả. Hắn sững sờ, nhìn móng tay bị gãy của mình mà mặt mũi biến sắc, vừa nhìn chằm chằm Ngô Bình vừa hỏi, mày có cương khí hộ thân? Ngô Bình đấm hắn một cái, hắn không tránh kịp, gương mặt bị anh đấm dẹt, cả nắm đấm cắm sâu vào đầu hắn. Thi thể hắn đổ xuống. Ngô Bình dùng khăn giấy lau máu trên nắm tay, hỏi 3 tên còn lại, các người đã phạm tội gì? Chân của 3 kẻ đó bắt đầu run lẩy bẩy. Một tên trả lời, anh hùng, chúng tôi là cướp ở Tây Bắc, giang hồ gọi chúng tôi là quỷ giết người Tây Vực. Ngô Bình hỏi, chúng mày đã giết bao nhiêu người? Kẻ nọ đáp, có lẽ là vài chục, không đếm kỹ. Ngô Bình cau mày, giết nhiều người như vậy mà lại không xử các người tội chết. Kẻ nọ vội vã nói, chúng tôi bị giam ở nơi quỷ quái này, sống không bằng chết. Thế thì chết đi. Tay phải của Ngô Bình vẫy một cái, chỉ phong bắn ra, lập tức xuất hiện lỗ máu ở giữa đôi chân mày của 3 tên quỷ giết người kia. Chúng ngã rạp xuống đất và chết ngay. Nhìn thấy Ngô Bình giết chết 4 người họ dễ dàng như vậy, Lưu Trường Hưng vừa kính nể vừa khâm phục, anh đã luyện đến tu vi nào mà lợi hại thế. Ngô Bình không trả lời mà lại bảo, nói xem. Người trấn thủ sau cánh cổng thứ nhất là người thế nào? Ngay lập tức, Lưu Trường Hưng nói hết tình hình bên trong cho anh biết. Bá chủ của cánh cổng thứ nhất tên là Sử Văn Thánh, lập nghiệp bằng đào trộm mộ, là cao thủ tiên thiên. Người này nho nhã lịch sự, tinh thông hội họa, thư pháp, còn nổi tiếng trong giới siêu tầm. Bên cạnh Sử Văn Thánh có 2 cao thủ cấp nhân tiên, chỉ phục tùng mệnh lệnh của Sử Văn Thánh. Trong cánh cổng thứ nhất, Sử Văn Thánh quản lý mọi chuyện. Thức ăn phân chia thế nào, do ai đi tìm, đều được Sử Văn Thánh quyết định. Có thể khiến 2 nhân tiên phục tùng, tên Sử Văn Thánh này không đơn giản, Ngô Bình nói. Lưu Trường Hưng đáp, đúng vậy. Ngô Bình hỏi, dưới này có người nào được phía trên cử xuống quản lý không? Lưu Trường Hưng trả lời, chuyện này thì tôi không rõ ạ. Chương 581, cánh cổng đầu tiên. Ngô Bình hỏi, những người bên ngoài, vì sao nhất định phải ở ngoài? Lưu Trường Hưng đáp, thưa anh, những người ở bên ngoài hầu như đều có thực lực yếu kém, không có giá trị lợi dụng,
chỉ đành ở ngoài chờ chết thôi. Hỏi xong, Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi bước đến cánh cổng đầu tiên. Lưu Trường Hưng cả kinh, muốn đi theo nhưng không dám. Đến khi bóng lưng Ngô Bình đã biến mất, anh ta mới khiêng thi thể của tứ quỷ Tây Bắc đến một góc khuất để ăn. Sau khi Ngô Bình bước vào cổng thứ nhất, phía sau là một lối đi vuông vức và rất dài. Bốn phía được lát bằng kim loại, hai bên tường được lắp đèn điện, còn có camera giám sát. Anh đi được vài chục mét thì có hai người tiến lại gần. Cả hai đều cười hung tợn, không có vẻ tốt lành gì. Người bên trái nhăn nhó bảo, oát con, mới đến à? Cởi hết quần áo, giao mọi thứ trong người ra đây. Mỗi một người mới đến đây đều sẽ bị họ bóc lột, quần áo và vật phẩm đều bị lấy đi. Nếu tâm trạng không vui, họ còn đánh người mới ấy một trận. Ngô Bình lạnh lùng nói, cút ra. Hai người nọ nổi giận, rút ngay đoản kiếm ra. Rồi đột nhiên cả hai đều biến sắc, vì phát hiện ra không khí sau lưng Ngô Bình đang biến dạng. Lẽ nào anh là cao thủ luyện khí thành sức mạnh? Rầm. Một tiếng động lớn vang lên. Cả hai bay lùi về sau, ngã mạnh xuống đất. Ngô Bình giẫm lên mặt hai người họ để bước qua, khiến họ đau đớn hét ầm lên. Cuối lối đi là một không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng. Ra khỏi lối đi, cuối cùng anh cũng nhìn rõ xung quanh. Đối diện là một hố sâu có đường kính hàng chục nghìn mét. Hố có hình phễu, càng đi xuống càng thu hẹp. Thành hố rất dốc, điểm sâu nhất cách mặt đất hơn 10.000 mét. Có người xây cầu thang xoắn ốc ở thành hố, lượn vòng đi xuống, vô cùng hoành tráng. Nhưng có thể thấy ở mỗi bậc thang đều có người đang bận rộn, tựa như tìm kiếm gì đó. Ở vị trí bên tay trái của anh là một chiếc lều cỡ lớn, có bốn người đang đứng trước lều. Bọn họ chú ý đến Ngô Bình, lập tức hô lên, sau đó có hai người thuộc cảnh giới luyện khí bước nhanh về phía anh. Ngô Bình đứng im, khí tức nhân tiên tỏa ra. Trông hai người nó có vẻ bất hảo, nhưng sau khi đến gần Ngô Bình, nét mặt họ bỗng dần nghiêm trọng. Khi còn cách Ngô Bình 10 mét, cả hai vội vã khom người trước anh, chào võ thần. Họ lờ mờ cảm nhận được Ngô Bình ít nhất phải thuộc cấp võ thần, nên bèn gọi anh như thế. Ngô Bình nói, tôi mới đến, tên là Ngô Bình. Nghe nói Sử Văn Thánh là đại ca ở đây nên ghé thăm. Hai người kia vội vàng đáp, anh Ngô vui lòng đợi một lát. Chúng tôi sẽ báo cho ông Sử nay. Ngô Bình cũng không vội, đứng đấy chờ họ. Chẳng bao lâu sau, cửa lều đã mở, một ông lão dẫn một nhóm người sải bước đi đến chỗ anh. Ông lão thoạt nhìn chừng 50, 60 tuổi, mặc áo dài xanh xám, để râu, tóc hoa râm trải ngược ra sau. Người này có khí chất tao nhã, tay cầm chuỗi hạt Phật, vừa tiến lại vừa cười ha ha. Từ xa, ông ta đã chắp tay chào Ngô Bình, anh Ngô, thứ lỗi đã để anh chờ lâu. Ngô Bình đáp lễ, ông chính là Sử Văn Thánh. Ông lão trả lời, đúng vậy, trước đó tôi nghe nói sẽ có một vị nhân tiên đến đây. Không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Ngô Bình nói, xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Bình, sẽ ở nhà giam dưới lòng đất vài ngày. Sử Văn Thánh cười nói, anh Ngô là khách quý, mấy ngày tới cứ ở trong lều nhé. Ngô Bình cũng không khách sáo, làm phiền ông. Sử Văn Thánh mời Ngô Bình vào trong. Vừa bước vào lều, Ngô Bình đã phải sửng sốt. Căn lều này nhìn bên ngoài thì chẳng thấy gì, nhưng bên trong được thiết kế vô cùng sang trọng. Thảm trải sàn lông cừu 34 thuần thủ công, đèn chùm pha lê cao cấp, sofa bằng da thật, đồ dùng bằng gỗ lim, hoành tráng hơn cả là những bức thư pháp được treo hai bên. Ngoài ra, lều còn lắp đặt thiết bị lọc không khí và các đồ điện gia dụng khác như điều hòa, tủ lạnh, vân vân. Mời Ngô Bình vào sảnh, Sử Văn Thánh cười nói, anh Ngô, tuy tôi sống ở nơi hoang vắng nhưng đã nghe danh anh từ lâu. Ngô Bình đáp, quá khen rồi. Sử Văn Thánh cười bảo, anh Ngô là đệ tử của Địa Tiên Đông Phật Tiên Sinh, tuổi còn trẻ mà đã là nhân tiên, thật đáng ngưỡng mộ. Ngô Bình nói, ông Sử, cái hố to ngoài kia là gì vậy, tại sao có nhiều người trong hố như thế? Sử Văn Thánh trả lời, hố được xây dựng bởi nền văn minh tiền sử, sâu 13.300 mét. Về việc hố được xây để làm gì thì tôi chưa nghiên cứu được. Có điều, đất ở thành hố của hố sâu này có tính phân tầng, bên trong có rất nhiều đồ vật thời tiền sử. Ồ, đồ vật thời tiền sử ư, có thể cho tôi xem một chút không, anh hào hứng hỏi. Sử Văn Thánh chần chừ, anh Ngô, số đồ vật ấy không phải của tôi, phải được giao nộp cho phía trên, thế nên. Ngô Bình cũng không để bụng, không sao. Sử Văn Thánh cười nói, anh Ngô à, tôi sai người đưa anh đến phòng nghỉ nhé. Ngô Bình đáp, được, làm phiền rồi. Sử Văn Thánh gọi một cô gái đến. Cô gái này chỉ chừng 17,
18 tuổi, dung mạo thanh tú, tuy không xinh đẹp tuyệt trần như Đường Băng Vân hay Chu Thanh Nhiên, nhưng cũng có thể chấm điểm 10. Cô gái cất lời, anh Ngô, mời theo tôi. Ngô Bình đi sau, phát hiện cô gái này chỉ mặc quần áo bằng vải thô bên ngoài, bên trong không mặc gì cả. Hơn nữa, trên người cô gái còn chi chít sẹo, có vẻ thường xuyên bị người ta đánh đập. Cô gái đưa anh vào một căn phòng riêng, mở cửa ra, có hai phòng ngủ một phòng khách, thiết kế rất đẹp và lắp đặt đầy đủ các thiết bị điện, còn có tivi và internet. Sau khi đóng cửa lại, cô gái cung kính đứng cạnh anh Ngô, tôi là Mật Quả. Sau này anh có yêu cầu gì, đều có thể nói với tôi. Ngô Bình ừ một tiếng, đoạn hỏi, Mật Quả, bình thường các cô ăn gì? Anh vẫn rất quan tâm đến vấn đề ăn uống, nếu chỉ có thể ăn đồ hộp này kia thì anh không chịu nổi mất. Mật Quả đáp, anh Ngô, mỗi ngày đều có trứng, thịt, rau tươi đưa đến đây. Chúng tôi còn có đầu bếp chuyên nghiệp, ăn cũng giống như phía trên. Lúc này Ngô Bình mới yên tâm, gật gù bảo, tôi đến hố xem thử. Mật Quả vội ngăn cản, xin lỗi, anh Ngô, anh không được vào hố. Ngô Bình cau mày, tôi không được vào đó. Ai bảo thế? Gương mặt Mật Quả lập tức tái nhợt, là ông Thánh căn dặn. Mong anh Ngô đừng giận. Ngô Bình cười hề hề, cô không cần sợ, để tôi đi tìm Sử Văn Thánh. Bỗng Mật Quả quỳ sụp xuống sàn, khẩn khoản nói, xin anh Ngô đừng đi. Nếu anh đến tìm ông Thánh, ông ấy chắc chắn sẽ cảm thấy Mật Quả chăm sóc không chu đáo và trách phạt tôi. Ngô Bình thắc mắc, liên quan gì đến cô? Mật Quả đột nhiên cởi quần áo, phơi bày cơ thể trắng ngần. Cô ấy có thân hình rất đẹp, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều sẽ nảy sinh ý đồ. Ngô Bình cười khẩy, mặc đồ vào rồi cút ngay. Mật Quả tiến về phía anh, dương dương nói, anh Ngô, sau này Mật Quả chính là người phụ nữ của anh. Anh muốn thế nào cũng được, xin anh đừng đuổi Mật Quả đi. Ngô Bình lấy một tấm chăn từ sofa rồi ném lên người Mật Quả, che đi cơ thể quyến rũ của cô ấy. Rồi anh rảo bước thật nhanh ra cửa. Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy một người đàn ông thấp bé gầy gò đứng ngay bên ngoài. Anh Ngô, anh muốn đi đâu? Người đó hỏi, giọng nói như tiếng giấy nhám trà sát vào nhau, rất chói tai. Ngô Bình híp mắt, vì người trước mặt cũng là võ vương. Chương 582, Lực Vẫn Tiên. Tôi đi đâu, không liên quan đến anh, Ngô Bình lạnh lùng bảo tránh ra. Người đàn ông cười nham hiểm, ông Thánh có lệnh, ngoại trừ căn phòng này, anh không được đi đâu cả. Ngô Bình không nhiều lời, vung nắm đấm vào ngực hắn. Uyển chuyển như rồng, khí thế như sấm. Người đàn ông thấp bé lùi nhanh về sau, giơ hai tay ra bảo vệ ngực. Nắm đấm của Ngô Bình đánh vào hai lòng bàn tay hắn. Người đàn ông nọ như bị đạn pháo bắn vào, lập tức văng ra xa. Nhưng hắn bật dậy ngay sau khi ngã xuống đất, trừ cánh tay tê dần thì không bị thương chỗ nào khác. Người đàn ông cười khẩy, thực lực của anh không kém, tiếc là không qua được ải này của tôi. Vậy sao, Ngô Bình khoanh tay, lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn cau mày, sao, biết mình không phải đối thủ của tôi nên không dám ra tay nữa. Ngô Bình hỏi, từng nghe đến ngưng huyết chỉ chưa? Hắn cả kinh, ý anh là ngưng huyết chỉ của chùa Đại Thiền. Ngô Bình đáp, đúng vậy, anh còn vài phút để sống đấy, muốn trăng trối gì thì nói mau đi. Người đàn ông vừa kinh ngạc vừa giận dữ, anh dám dùng ngưng huyết chỉ với tôi giết anh. Hắn vừa định ra tay thì Ngô Bình khẽ thở dài, anh mà im lặng thì sống thêm được vài phút. Nếu anh dám ra tay với tôi thì chỉ còn sống không đầy 10 giây đấy. Cơ thể hắn cứng đờ, bỗng nhiên quỳ gục xuống đất, anh Ngô. Tôi biết lỗi rồi, xin anh tha mạng. Ngô Bình cười khẩy, cầu xin tôi cũng vô dụng. Anh đi tìm Sử Văn Thánh đi, có khi ông ta cứu được anh. Bây giờ người đàn ông đã quá hoảng sợ, cuống cuồng đi tìm Sử Văn Thánh. Ngô Bình chậm rãi theo sau. Người đàn ông ấy xông vào phòng Sử Văn Thánh, hét lên, ông Thánh cứu tôi với. Sử Văn Thánh đang vẽ tranh, nhìn thấy hắn, ông ta hơi nhíu mày, Đỗ Nhược Hải, cậu làm gì vậy hả? Đỗ Nhược Hải nói, ông Thánh, tôi đã trúng ngưng huyết chỉ, xin ông cứu tôi. Sử Văn Thánh lạnh lùng hừ giọng, đồ vô dụng, ai bảo cậu trúng ngưng huyết chỉ? Đỗ Nhược Hải sững ra, là Ngô Bình nói, lẽ nào anh ta lừa tôi? Sử Văn Thánh đáp, tất nhiên là lừa cậu, ngồi đây chờ đi, tôi đảm bảo cậu không sao. Đỗ Nhược Hải thở phào, căm tức nói, đồ chết tiệt, dám lừa tôi. Ngô Bình bước vào, khẽ thở dài, lợi hại. Đỗ Nhược Hải nghiêm giọng quát, to gan lắm, dám gạt tôi.
Ngô Bình phớt lờ Đỗ Nhược Hải như thể hắn là kẻ chết rồi. Nhìn về phía Sử Văn Thánh, anh nói, Sử Văn Thánh, nhân tiên khó cầu, mất một vị đại tướng, ông không đau lòng sao? Sử Văn Thánh hờ hững nói, hôm nay cậu ta không chết dưới tay anh thì sau này cũng sẽ chết dưới tay kẻ khác. Chết sớm hay muộn đều là chết, có gì đáng để tôi đau lòng? Nghe được những lời này, Đỗ Nhược Hải kinh ngạc, ông Thánh, ông đang nói gì vậy? Sớm muộn gì tôi cũng chết ư? Sử Văn Thánh bảo, Đỗ Nhược Hải, giết anh ta đi, nói xong, ông ta chỉ vào Ngô Bình. Đỗ Nhược Hải đã quen tuân lệnh ông ta, gần như không chút do dự, hắn tung người lao về phía Ngô Bình. Anh thi triển quỷ thần bộ, trong nháy mắt đã di chuyển sang bên còn lại. Đỗ Nhược Hải liền xoay người lao về bên đó. Nhưng lần này, hắn chỉ mới bay được nửa đường thì cơ thể bỗng cứng đờ, sau đó rơi thẳng xuống đất. Ánh mắt hắn ngập tràn vẻ hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào Ngô Bình. Ngô Bình khẽ thở dài, đã bảo là anh trúng ngưng huyết chỉ của tôi rồi, đừng có ra tay, thế mà anh nhất quyết không nghe. Lúc này Đỗ Nhược Hải mới hiểu ra, hắn nhìn chòng chọc vào Sử Văn Thánh, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt thành lời. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, ông ta lừa anh vì sợ bị anh tức giận cắn ngược trước khi chết. Dù sao ông ta cũng chỉ là tiên thiên, không phải đối thủ của anh. Đỗ Nhược Hải hét ầm lên, cơ thể căng ra, màu da dần chuyển màu xanh đen. Ít lâu sau đã tắt thở, biến thành thi thể. Sử Văn Thánh lắc đầu bảo, đúng là vô dụng. Ngô Bình hỏi, nghe nói ông không cho phép tôi rời khỏi phòng. Sử Văn Thánh cười đáp, làm sao tôi dám thất lễ với anh Ngô chứ? Chắc chắn là tên rác rưởi này tự tung tự tác, mong anh Ngô đừng trách. Ngô Bình hừ giọng, Sử Văn Thánh, xem ra tôi nể mặt ông quá rồi. Bên cạnh ông còn một nhân tiên nữa phải không? Gọi ra đây đi. Sử Văn Thánh cười khổ, anh Ngô đừng giận, trước đó là hiểu lầm. Ở chỗ của tôi, anh muốn đi đâu cũng được, không ai dám ngăn cản. Ngô Bình hỏi, thế à? Vậy còn cái hố kia, tôi cũng được vào phải không? Sử Văn Thánh cười đáp, tất nhiên là được. Ngô Bình nhìn ông ta chăm chú khoảng vài giây, đoạn nói, được, tôi đi trước đây. Dứt lời, anh xoay người rời lều, đi về phía hố. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, Sử Văn Thánh nở một nụ cười quái dị. Bỗng có giọng nói vang lên. Ông Thánh, tên này có năng lực cao cường, không ngờ lại giết được Đỗ Nhược Hải. Sử Văn Thánh nói, hừ, cao cường đến mấy cũng phải chết thôi. Một khi vào cái hố ấy thì đừng mong ra khỏi. Người kia cười nói, đúng vậy, với lực vẫn tiên trong hố, ngay cả địa tiên còn bó tay chịu chết, huống chi là một nhân tiên còn con. Sử Văn Thánh bảo, đi truyền lệnh, một khi Ngô Bình vào hố, giết bất luận tội. Vâng. Ngô Bình chậm rãi tiến về hố lớn, đến lối vào cầu thang, anh dừng lại vì lờ mờ nhìn thấy ánh sáng đỏ lập lòe bên dưới hố sâu. Đó là gì? Có hai người đàn ông cao to ở cầu thang, họ tiến lại gần anh Ngô, anh không thể xuống dưới. Ngô Bình cười khẩy, tránh ra. Họ bất lực, đành lùi ra hai bên. Ngô Bình bước xuống cầu thang, sau khi đi một vòng, bỗng cảm thấy không ổn. Chân khí trong người dường như trở nên mất kiểm soát. Kỳ lạ hơn là thần niệm của anh cũng không thể giải phóng. Anh giật mình, bèn xoay người định ra khỏi đây. Nhưng không biết từ khi nào, phía sau anh đã có mấy chục người cầm dao đứng chắn hết lối đi. Tên họ Ngô kia, không ngờ đến chứ gì. Vào đây rồi, anh sẽ biến thành người bình thường, một gã cao to cười khẩy, người này cao gần 2 mét, cơ bắp săn chắc. Ngô Bình lạnh lùng hừ giọng, dựa vào các người mà đã muốn giết chết tôi. Tay cao to kia hừ mạnh. Vùng con dao đầu quỷ, chém mạnh về phía Ngô Bình. Anh lấy cái xẻng bên hông ra, đâm xiên về phía trước. Một tiếng rắc vang lên, cánh tay phải của gã kia và dao đầu quỷ đều rơi xuống đất, máu chảy ròng ròng từ phần cánh tay bị gãy. Gã ta gào lên thảm thiết, vội vã bịt vết thương. Ngô Bình lại lấy một cái xẻng khác, chém đứt đầu gã cao to. Máu tươi từ thân mình gã phun ra như mưa. Giết chết gã rồi, anh nhặt con dao đầu quỷ lên. Lạnh lùng bảo, sức mạnh ở nơi này đúng là có thể áp chế tu vi của tôi. Nhưng các người chớ quên, Ngô Bình này là đại tông sư võ học. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, có ý lùi bước. Lúc này, Sử Văn Thánh đã xuất hiện phía trên hố. Ông ta lớn tiếng nói, ai giết được kẻ này, tôi sẽ thưởng 10 tỷ. Người chết vì tiền, câu nói kia vừa dứt, đã có hai tên cao to xông ra từ trong đám người. Họ cầm hai khẩu súng lớn và tấn công Ngô Bình từ hai bên trái, phải. Có thể nhìn ra họ đều rất lão luyện, kỹ thuật bắn súng điêu luyện, động tác rất dứt khoát.
Tuy Ngô Bình không thể vận chân khí và thần niệm, nhưng thể chất của anh đã vượt xa người thường. Súng vừa vung tới, anh bèn dùng sống dao cản lại. Khẩu súng lớn liền vượt khỏi tầm kiểm soát của người sử dụng, tuột tay rơi xuống. Khẩu súng còn lại tấn công vào mặt anh. Ngô Bình nghiêng đầu, đột ngột áp sát, lưỡi dao kề vào báng súng rồi gọt về phía trước. Máu bắn tung tóe khắp nơi, mấy ngón tay của kẻ cầm súng thứ hai bị gọt đứt. Kẻ đó gào lên thảm thiết, bỏ súng rút lui. Ngô Bình cười khẩy, vứt con dao đầu quỷ rồi nhặt khẩu súng lớn. Trong Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết có một bộ pháp về bắn súng, tên là Thần Thương Lục Thức. Sáu thức bắn súng này vô cùng đơn giản, thích hợp để giết địch trên chiến trường. Chương 583, bí mật dưới hầm. Ngô Bình cầm súng trong tay, mũi súng như con rắn độc, có thể nã ra nhiều phát súng một lúc. Pằng pằng. Ngô Bình cất bước, vũ khí của những người khác lập tức bị bắn bay, họ sợ hãi rồi lùi lại. Thấy thế, Sử Thánh ở trên cao tức điên người rồi quát, một lũ vô dụng. Nếu nó không chết thì các người sẽ chết. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, gương mặt ai cũng có vẻ sợ hãi. Đối phó với Ngô Bình thì họ sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng nếu bỏ cuộc thì họ cũng chết là cái chắc, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ngô Bình nói, tôi biết mọi người đều bị ép tấn công tôi không muốn giết các người đâu, giờ các người hãy rút đi, tôi sẽ lên giết Sử Thánh. Thấy sao? Mọi người nghe xong thì đều ngẩn ra, giết Sử Thánh ư? Người cụt ngón tay tròn mắt nói, cậu có thể giết được Sử Thánh ư? Ngô Bình, đương nhiên, tôi ở cảnh giới nhân tiên rồi, còn ông ta mới ở cảnh giới tiên thiên, tôi giết ông ta dễ như ăn kẹo. Ai nấy đều có vẻ chấn động, nhiều năm qua, họ luôn bị Sử Thánh chèn ép nên muốn lật đổ ông ta lâu rồi. Nhưng thực lực của họ có hạn, Sử Thánh lại có hai vệ sĩ ở cảnh giới nhân tiên bảo vệ nên họ không địch lại nổi. Bây giờ, sự xuất hiện của Ngô Bình đã khiến họ nhìn thấy hy vọng. Sử Thánh nghe thấy thế thì biến sắc mặt rồi lạnh giọng quát, đừng có nghe nó chém gió. Nó không phải tu sĩ cảnh giới nhân tiên đâu, giết nó đi rồi tôi sẽ trọng thưởng cho các người. Ngô Bình bật cười nói, Sử Thánh, nếu ông không sợ tôi thì sao không dám để tôi lên đó. Sử Thánh nói, Ngô Bình, hôm nay mày chết chắc rồi, không ai cứu được mày đâu. Dứt lời, ông ta đi nhanh tới lối vào ở cầu thang, sau đó tung chưởng vào lan can, bậc thang bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi người ở bên trên lắc lư, đứng không vững. Sử Thánh lớn tiếng nói, giết nó đi. Không thì tôi sẽ cắt thang, đừng ai hòng lên trên được nữa. Ông ta còn chưa nói xong thì Ngô Bình đã bật người nhảy lên cao mấy mét, sau đó leo lên trên như con thằn lằn. Sử Thánh trố mắt ra nhìn, sao anh có thể làm được? Thì ra hai cái bao tay của Ngô Bình có các cái gai rất nhỏ, nhờ đó mà anh có thể bám vào mặt tường rồi leo lên trên. Loáng cái. Ngô Bình đã lên đến nơi, vừa thoát khỏi cái hố đó một cái, chân lực và thần niệm của anh đã hồi phục hoàn toàn. Anh cười lạnh một tiếng rồi cầm súng bắn Sử Thánh. Bùi Khánh, Sử Thánh gào lên. Một người mặc áo xám lập tức xuất hiện bên cạnh ông ta. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, vóc dáng cao lớn, mặt mày bặm trợn, đôi mắt trố, mũi như củ tỏi, tai vừa to vừa bè, hơn nữa mặt còn đầy lông đen như người rừng. Ngô Bình cất bước rồi quan sát người đó. Sau đó nói, ông phải dùng thuốc để kìm chế tâm trạng điên cuồng đúng không? Bùi Khánh ngạc nhiên nói, cậu phát hiện ra ư, thế cậu có biết tôi bị bệnh gì không? Ngô Bình, chứng cuồng dại. Vào đêm trăng tròn hàng tháng, ông ta gào thét với mặt trăng, sau đó không thể khống chế suy nghĩ điên cuồng trong nội tâm, chỉ có cách giết người uống máu mới có thể diệt trừ được suy nghĩ ấy. Bùi Khánh chấn động, đúng thế. Ngô Bình, tôi có thể chữa khỏi bệnh của ông. Giờ ông có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục làm tay sai cho Sử Thánh, sau đó bị tôi giết, hai là giết Sử Thánh rồi làm việc cho tôi. Bùi Khánh thoáng do dự rồi nhìn Sử Thánh, rồi lại nhìn Ngô Bình. Sử Thánh hoảng sợ nói, Bùi Khánh, đừng nghe nó xui dại, chỉ có thuốc của tôi mới chữa khỏi được bệnh cho anh thôi. Bùi Khánh thở dài một hơi, ông Thánh, tôi đã đi theo ông 20 năm, nhưng thuốc ông cho tôi hiệu quả ngày càng kém đi. Sau đó, ông ta hỏi Ngô Bình, cậu Ngô. Cậu chữa được bệnh của tôi thật chứ? Ngô Bình, được. Bùi Khánh chậm chậm quay người lại nhìn Sử Thánh. Sử Thánh tái mét mặt rồi lùi lại, nói, Bùi Khánh, anh định tạo phản ư? Bùi Khánh nói, Sử Thánh, tôi là một tu sĩ nhân tiên, nhiều năm qua tôi làm trâu làm ngựa cho ông. Nhưng ông có tài cán gì mà dám ra lệnh cho võ thần hả? Dứt lời, ông ta giơ tay bóp cổ Sử Thánh rồi nhấc bổng lên, mặt Sử Thánh tái nhợt. Ông ta nói, Bùi Khánh, anh nghe tôi nói đã. Giác,
Bùi Khánh đã bẻ gãy cổ Sử Thánh, sau đó ném thi thể xuống đất. Ông ta ngoái lại chắp tay với Ngô Bình, cậu Ngô. Ngô Bình gật đầu, đứng dậy đi. Bùi Khánh đứng dậy rồi nói, cậu Ngô, tôi có chuyện cần bẩm báo, chúng ta về lều nói chuyện. Ngô Bình gật đầu, sau đó hai người cùng đi vào lều. Ngô Bình ngồi xuống, còn Bùi Khánh đứng trước mặt anh rồi nói, cậu Ngô, cậu có biết cái hầm này sinh ra thứ gì không? Ngô Bình, Sử Thánh nói bên dưới có rất nhiều tầng, có rất nhiều vật cổ, đúng không? Bùi Khánh đi vào một gian phòng, sau đó lấy một chiếc hộp hợp kim vuông vứt ra, bên trong chứa đầy tiền bùa. Ngô Bình ngạc nhiên nói, tiền bùa. Bùi Khánh nói, đúng, người bên dưới đang đào tiền bùa. Ngô Bình chẹp miệng nói, bảo sao Sử Thánh không muốn tôi biết. Bùi Khánh, các ông đã đào được bao nhiêu tiền bùa ở đây rồi? Bùi Khánh, tiền trong hộp này là tất cả số tiền bùa mà chúng tôi đào được trong 3 năm gần đây, tiền bùa trước đó bị mang đi hết rồi. Bùi Khánh nói cho Ngô Bình biết đúng là bên dưới có rất nhiều tầng, tổng số tầng là 13. Tới giờ, họ mới đào xong tầng thứ nhất, chuẩn bị đào xuống tầng thứ hai. Họ chủ yếu đào tiền bùa ở tầng 1, còn tầng 2 thì cần thăm dò đã. Tháng trước, họ đã tìm được tiên thạch ở tầng 2. Ngô Bình nghe xong thì kinh ngạc, ý ông là tầng 1 có tiền bùa, tầng 2 có tiên thạch ư? Bùi Khánh, cậu Ngô, hiện giờ thì là vậy. Ngô Bình, tiền bùa đào được bị mang đi đâu rồi? Bùi Khánh, địa tiên giới. Nơi này mang tiếng là nhà giam dưới lòng đất, nhưng thật ra đã bị địa tiên giới nắm giữ rồi. Sử Thánh cũng là người của địa tiên giới. Ngô Bình cau mày, giờ Sử Thánh chết rồi, nhất định họ sẽ cử người khác tới. Bùi Khánh, đúng, vì thế cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Ngô Bình híp mắt lại, anh không muốn ra về tay không nên hỏi, tầm bao lâu thì họ sẽ cho người khác đến nhỉ? Bùi Khánh, nửa tháng nữa, họ sẽ cho người đến lấy tiền bùa. Đến lúc đó, họ sẽ biết là Sử Thánh chết rồi. Ngô Bình cười nói, nửa tháng là đủ rồi. Bùi Khánh hỏi, cậu Ngô, khi nào cậu sẽ chữa trị cho tôi? Ngô Bình, đơn giản, bây giờ luôn. Anh lấy ngũ hành tiên châm ra rồi bắt đầu châm cứu cho Bùi Khánh. Thật ra chứng bệnh của ông ta xuất phát từ tinh thần, bắt nguồn từ việc mở thần khiếu. Bùi Khánh có thể chất rất tốt nên đã mở được hai thần khiếu, nhưng thần khiếu thứ hai của ông ta bị tổn thương, chắc lúc đột phá đã xảy ra vấn đề gì đó. Giờ, anh sẽ tiến hành châm cứu để điều trị cho ông ta, chắc sẽ mất khoảng 10 ngày, nhưng chỉ sau lần châm cứu đầu tiên, Bùi Khánh đã thấy có sự thay đổi rõ rệt. Ông ta không còn thấy bực bội nóng nảy nữa, đầu cũng hết đau, tinh thần thoải mái hơn. Ngô Bình cất kim châm cứu đi rồi nói, ông nghỉ ngơi đi, ngày mai châm cứu tiếp. Bùi Khánh mừng rỡ rồi bái lạy, cảm ơn cậu Ngô. Bùi Khánh đi nghỉ, còn Ngô Bình thì không. Anh thay sang một bộ đồ bó sát, sau đó gánh cái sọt trên lưng rồi trượt xuống dưới hầm. Anh phải tìm hiểu xem tầng thứ hai và các tầng bên dưới giấu thứ gì mới được. Chương 584, xuống hầm lục tìm. Trên bao tay của Ngô Bình có các cái gai ngược nên dù bị áp chế tu vi thì anh vẫn có thể bám vào tường rồi chạy như bay được. Anh vừa đi xuống dưới, vừa khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát tình hình ở bên dưới. Ở tầng trên cùng đã bị khai phá hết rồi, khắp nơi đầy rẫy những cái hố to hố nhỏ. Tiền bùa trong đó đã bị đào lên hết. Anh nhìn một lát thì thấy tầng 1 vẫn còn tiền bùa, nhưng ở sâu dưới đất, phải đào thêm ít nhất vài chục mét nữa mới thấy, nhưng anh không vội đào ngay mà chuyển xuống tầng 2. Đất ở tầng này có màu như thanh ngọc, đã có một vài chỗ bị đào xới, Ngô Bình nhìn thì thấy dưới lớp đất này có nhiều thiên thạch, linh thạch và tiền bùa. Giờ anh không có thời gian để đào mà phải đi xuống tiếp các tầng bên dưới. Tầng thứ 3 thì có chất đất như hồng ngọc nên cứng như đá. Cầu thang hình xoắn ốc vẫn chưa dài tới đây nên đương nhiên chưa có dấu hiệu bị đào xới. Ngô Bình nhìn thấy có khá nhiều pháp khí, mảnh vụn binh đao và các món đồ hư hỏng ở đây. Đương nhiên thi thoảng anh còn nhìn thấy vài món vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Bình còn định đi tiếp xuống dưới, nhưng anh chợt cảm thấy khó chịu. Vì càng đi xuống dưới lực vẫn tiên càng mạnh, Ngô Bình xuống đến tầng thứ 3 là thấy rất khó chịu rồi. Anh cắn răng rồi nói, cố thêm một tầng nữa nào. Cuối cùng anh cũng xuống được tầng thứ 4, chất đất ở đây mờ ảo như thủy tinh, nhưng cứng còn hơn sắt thép. Đương nhiên tầng này được giấu nhiều đồ hơn, không chỉ có tiền bùa, pháp khí, mà còn có phù chú, đồ cổ, hơn nữa còn có rất nhiều các món đồ nguyên vẹn. Tim Ngô Bình đập như đánh trống, anh lẩm bẩm, đây rốt cuộc là nơi nào. Đột nhiên, anh cảm thấy có mệt lạ, đầu óc choáng váng. Ngô Bình hoảng hốt rồi bò nhanh lên trên,
ngay sau đó anh đã trở lại mặt đất rồi há miệng thở dốc. Bên dưới có nhiều bảo bối quá, tiếc là công cuộc đào sới sẽ rất khó, hơn nữa còn bị địa tiên giới khống chế, Ngô Bình thở dài tiếc nuối. Có người đưa cho anh một chiếc khăn ấm, anh cầm lấy lau mặt rồi mới phát hiện người đưa khăn cho mình là Bùi Khánh. Cậu Ngô, cậu có phát hiện gì không? Bùi Khánh hỏi với vẻ kính phục. Phải biết rằng đến các tu sĩ cảnh giới địa tiên cũng không dám mò xuống tầng thứ ba. Ngô Bình, tạm thời thì chưa, từ tầng 4 trở xuống, lực vẫn tiên mạnh quá nên tôi không chịu được. Bùi Khánh, cái hầm này rất lạ, tu vi càng cao thì lực vẫn tiên càng mạnh. Ngô Bình, vậy là người xuống dưới làm việc đều không có tu vi ư? Bùi Khánh gật đầu, đúng rồi. Ngô Bình đứng dậy, tôi phải đi ngủ một giấc đây. Bùi Khánh đi theo anh rồi nhỏ giọng nói, cậu Ngô, tôi có một người bạn đang tu luyện thì tẩu hỏa nhập ma, giờ đang tìm cơ duyên ở cổng số 7. Ngô Bình nói, tôi nghe nói người vào cổng số 7 đều là cường giả đỉnh cấp đúng không? Bùi Khánh gật đầu, sau cổng thứ 7 có 13 người, trong đó có 5 cường giả cảnh giới địa tiên. Ngô Bình, sao bảo nhà giam này không có cường giả địa tiên? Bùi Khánh, họ không bị bắt, mà là tự nguyện tới. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sao cánh cổng số 7 có thứ gì mà hấp dẫn nhiều cao thủ thế? Bùi Khánh, tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng nghe bạn tôi kể thì tu luyện ở đó dễ đột phá hơn, hình như còn có thể bù đắp thêm cho người có nền tảng yếu. Bù đắp thêm cho nền tảng yếu ư? Ngô Bình thấy kinh ngạc rồi nói, lát chúng ta đến đó xem sao đi. Bùi Khánh biết Ngô Bình đồng ý chữa trị cho bạn mình rồi thì vui mừng nói cảm ơn cậu Ngô. Lực vẫn tiên khiến Ngô Bình hơi mệt nên anh cần đi nghỉ. Về đại sảnh rồi, anh hỏi Bùi Khánh, ông có biết tại sao Sử Thánh lại muốn đối phó tôi không? Bùi Khánh đáp, Sử Thánh nhận được một tin ở ngoài, hình như có người muốn cậu bỏ mạng ở đây. Ngô Bình hỏi tiếp, thế lực đứng sau Sử Thánh là ai? Bùi Khánh, gia tộc Tây Môn, một trong 3 gia tộc lớn ở địa tiên giới. Cổng thứ 2 cũng là của gia tộc Tây Môn à? Ngô Bình hỏi. Bùi Khánh lắc đầu, cổng thứ 2 do Ngọc Đỉnh Tông một trong 4 môn phái lớn ở địa tiên giới nắm giữ. Từ cổng số 1 đến cổng số, phía sau đều có một thế lực lớn của địa tiên giới quản lý. Ngô Bình, cổng thứ 7 thì sao? Bùi Khánh, cổng này lạ lắm nên tạm thời chưa có thế lực nào có thể khống chế được. Trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình đi nghỉ. Một tiếng sau, anh và Bùi Khánh rời khỏi cổng số 1 rồi đến cổng số 7. Khi đến cổng số 7, Ngô Bình liếc sang cổng bên cạnh rồi hỏi, Bùi Khánh, ông có biết sau cánh cổng này là gì không? Bùi Khánh lắc đầu, vào trong đó có tu sĩ địa tiên và cả nhân tiên, nhưng không có ai trở ra, dần dà không còn ai dám vào đó nữa. Ngô Bình gật gù, sau đó cả hai cùng đi vào cổng số 7. Sau cánh cổng này chính là một phòng đá rộng hơn 100 mét vuông, bên trong có bàn đá và ghế đá, hiện đang có 9 người ngồi bên trong, ai làm việc nấy, người ngồi kẻ đứng. Ngô Bình quan sát thì thấy cả 9 người này đều có thực lực rất mạnh, 3 người ở cảnh giới địa tiên, 1 người ở cảnh giới nhân tiên. 2 người vừa vào thì có một người đứng dậy ra đón, anh Bùi, sao anh lại đến đây? Người đó ngang tuổi với Bùi Khánh, đã đả thông 2 linh khiếu, 1 thần khiếu, nhưng người gầy khô, mặt xám xịt như cái xác khô. Những người còn lại chỉ liếc Ngô Bình một cái rồi lại bận việc của mình. Bùi Khánh nói, anh vệ, đây là thần y Ngô rất giỏi y thuật. Cậu ấy đang chữa trị cho tôi, chúng ta là bạn vào sinh ra tử nên tôi đã nhờ cậu ấy đến khám cho anh. Bạn của Bùi Khánh vội nói, cảm ơn anh vệ, sau đó lại quay sang hành lễ với Ngô Bình. Tham kiến thần y Ngô. Ngô Bình gật đầu, không cần đa lễ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. 3 người ngồi vây quanh một chiếc bàn đá, ông vệ nói, thần y Ngô, tôi tên là Vệ Vĩnh Sương. Ngô Bình quan sát ông ấy thì thấy kinh mạch và linh khiếu của ông ấy đều có vấn đề khi tu luyện. Cuối cùng thành ra mới người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Anh tính toán rồi nói, ông từng tu luyện một môn công pháp cao cấp đúng không? Vệ Vĩnh Sương vội nói, thần y thật tinh mắt. Ngày xưa, tôi tình cờ có được một bộ công pháp tên là Liệt Dương Quyết. Tôi mừng lắm nên ra sức tu luyện. Ai ngờ khi đột phá lên nhân tiên, ngọn lửa đó đã đốt cháy kinh mạch của tôi, còn liên lụy đến cả linh khiếu. Từ đó trở đi, tôi đã thành ra thế này. Ngô Bình gật đầu, thế là đúng rồi. Chắc chỉ có ai có thể chất hỏa thì mới tu luyện được môn công pháp ấy. Thế chất của ông thuần nhu nên đương nhiên không thể luyện. Nhưng ông không biết nên vẫn cố. Chương 585, thần y tới. Vệ Vĩnh Sương trực khóc đến nơi, thần y Ngô, lúc đó tôi chỉ biết cắm đầu luyện, chứ không có ai chỉ dẫn,
không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế. Lúc này, câu nói của Ngô Bình đã khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Họ không thể ngồi yên được nữa, mà đều đứng dậy vây quanh anh, để xem Ngô Bình có thể chữa cho Vệ Vĩnh Xương được không. Ngô Bình, ông bị đốt cháy khá nhiều kinh lạc đấy, linh khiếu cũng bị tổn hại. Muốn hồi phục lại như ban đầu thì ít nhất phải cần nửa năm. Hơn nữa, sau này không được tu luyện liệt dương quyết nữa. Vệ Vĩnh Xương nói, thần y Ngô, miễn sao khỏi, tôi không tu luyện nữa cũng được. Ngô Bình cười hỏi, ông còn công pháp nào để tu luyện nữa không? Vệ Vĩnh Xương cười trừ, còn thì còn, nhưng đều không đặc sắc. Ngô Bình nhìn sang một người ở cảnh giới nhân tiên. Mặt người đó hồng hào, đôi mắt hơi lồi, da như quan công, nhưng vành mắt đen, tóc rụng quá nửa, móng tay cũng biến thành màu đen. Hai người đối mắt nhìn nhau, Ngô Bình hỏi, anh bạn đang tu luyện công pháp âm nhu à? Người đó không dám chậm trễ mà hành lễ ngay, thần y Ngô, tôi là Giang Lưu Vân, đang tu luyện Hắc Thủy Công. Ngô Bình, anh cũng gặp tình trạng tương tự như Vệ Vĩnh Xương, đó là tu luyện công pháp không phù hợp với mình. Thể chất của anh rất đặc biệt, thuộc cường hỏa, mà anh lại tu luyện Hắc Thủy Công. Nó khiến dương hỏa trong người anh bị áp chế, tích tụ trong nội tạng không thể phát ra. Còn Hắc Thủy Công của anh cũng vì thế mà tiến bộ chậm. Ban ngày, lòng anh nóng như lửa đốt, vô cùng đau đớn. Đêm đến, người lại lạnh toát, sống không bằng chết, tôi nói đúng không? Giang Lưu Vân ngạc nhiên nói, thần y Ngô, cậu nói không sai tẹo nào. Ngô Bình cười nói, ngoài Hắc Thủy Công ra, anh còn tu luyện công pháp nào khác không? Giang Lưu Vân lắc đầu, tôi không còn công pháp nào tốt hơn nữa. Ngô Bình, tôi cho hai người một lời khuyên, đó là đổi công pháp cho nhau. Giang Lưu Vân sẽ đổi sang tu luyện Liệt Dương Quyết, mỗi ngày tu luyện 1000 lần. Còn Vệ Vĩnh Xương thì tu luyện Hắc Thủy Công. Hai người đó đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng hành lễ với Ngô Bình, chúng tôi đồng ý, cảm ơn thần y Ngô chỉ bảo. Ngô Bình, bệnh của hai người phải điều trị từ từ. Nhưng ở đây thiếu dược liệu nên giờ tôi chỉ có thể áp chế bệnh trước thôi, muốn chữa tận gốc thì cần tìm thêm dược liệu. Vệ Vĩnh Xương vội nói, thần y Ngô, cậu cần dược liệu gì? Chúng tôi có thể đi tìm. Ngô Bình gật đầu rồi lấy ngũ hành tiên châm ra, áp chế bệnh cho họ. Ngay sau đó, cả Giang Lưu Vân và Vệ Vĩnh Xương đều thấy vô cùng thoải mái rồi liên tục cảm ơn Ngô Bình. Một người thanh niên ngoài 30 ăn vận như thư sinh thời cổ tiến đến chắp tay, cậu Ngô, tôi là Chu Hiền Cử, phiền cậu khám qua cho tôi. Ngô Bình gật đầu nói, anh ngồi xuống đi. Dù người này đã ở cảnh giới địa tiên, nhưng vẫn phải lễ phép trước mặt Ngô Bình, không dám sơ suất, anh ta vái một cái rồi mới ngồi xuống. Ngô Bình quan sát một lúc thì phát hiện đây là một cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 3, thực lực rất mạnh, nhưng cũng có bệnh khó nói. Nguyên thần của anh ta chia làm 3 phần rồi tự làm theo ý mình. Ngô Bình thoạt nhìn là biết người này có 3 nhân cách, kiểu như tâm thần phân liệt, nhưng nghiêm trọng và nguy hiểm hơn chứng bệnh của người bình thường. Ngô Bình thở dài hỏi, anh là ai? Người bên trên, bên trái hay bên phải? Thì ra nguyên thần của người này ở 3 vị trí khác nhau, đó là đầu, tim và gan. Chu Hiền Cử biết Ngô Bình đã phát hiện ra tình trạng bệnh của mình nên vô cùng nể phục, cậu Ngô, tôi là người ở bên trên. Ngô Bình gật đầu, bệnh của anh rất khó chữa, có phải anh từng tu luyện một bí thuật nào đó không? Chu Hiền Cử thở dài rồi đáp, ngày xưa, tôi có một công pháp tu hành tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Tôi thấy nó rất kỳ diệu và giúp ích nhiều cho tu hành của mình nên đã thử luyện. Ai dè vừa tu luyện đã gặp chuyện, tinh thần và tư duy của tôi đã tách làm 3. Ngô Bình, một cơ thể mà có những 3 linh hồn khác nhau trú ngụ là bị tâm thần phân liệt. 3 nguyên thần ấy có vẻ không đấu đá với nhau, nhưng một khi có nguyên thần nào bị tổn hại thì các nguyên thần còn lại cũng bị ảnh hưởng theo. Chu Hiền Cử vội hỏi, cậu Ngô, có cách nào chữa trị không? Ngô Bình, có, nhưng rất lằng nhằng, hơn nữa còn nguy hiểm. Chu Hiền Cử nói, 2 nguyên thần còn lại của tôi, một cái rất hung dữ, một cái thì hiền hòa. Giờ tôi sắp không thể chống chọi được với chúng nữa rồi, xin cậu cứu cho. Nói rồi, Chu Hiền Cử quỳ xuống đất rồi lạy Ngô Bình. Ngô Bình đỡ anh ta dậy rồi nói, chân nhân đừng làm thế, muốn chữa khỏi bệnh của anh thì cần vài dược liệu. Chu Hiền Cử hỏi, tiên sinh cứ nói, tôi sẽ cố tìm đủ. Mọi người thấy Ngô Bình giỏi y thuật như vậy thì đều tiến lên xin anh khám cho mình. Ngô Bình không từ chối một ai, anh phát hiện tình trạng của mọi người ở đây đều khá phức tạp. Chẳng có ai khỏe mạnh cả. Anh lại không có thuốc ở đây nên tạm thời chỉ ức chế bệnh cho họ, chờ khi tìm được dược liệu rồi tính tiếp.
hai tiếng sau, tất cả mọi người đều được chữa trị một lượt. Nhưng Ngô Bình chỉ thấy hứng thú với không gian sau căn phòng đá, anh hỏi, Chu chân nhân, phía sau phòng đá này là gì? Tại sao các những người gặp vấn đề trong tu hành như các anh đều đến đây? Chu Hiền Cử đáp, cậu Ngô, sau căn phòng này là một rừng bia đá, trên đó khắc nhiều ký hiệu kỳ lạ. Từng có một tu sĩ bị tẩu hỏa nhập ma đã tự chữa khỏi bệnh cho mình ở đây. Vì thế, chúng tôi mới tới thử vận may, hy vọng có thể tự chữa khỏi bệnh. Ngô Bình tò mò hỏi, rừng bia có thể chữa khỏi bệnh ư? Chu Hiền Cử, đúng, nếu cậu thích thì có thể vào xem. Nhưng tôi phải nhắc trước, không phải cái gì trong đó cũng được nhìn, nhiều nội dung trên bia rất kỳ lạ, tốt nhất đừng đọc. Ngô Bình nổi hứng hỏi, đọc xong thì làm sao? Chu Hiền Cử, không điên thì cũng rồ, tóm lại rất nguy hiểm. Nghe thấy thế, Ngô Bình càng thấy hứng thú hơn, anh nói, Chu chân nhân, phiền anh dẫn tôi đi nhé. Chu Hiền Cử gật đầu, sau đó giơ tay đẩy mặt sau của phòng đá, một cánh cửa xoay xuất hiện. Hai người đi qua cánh cửa ấy thì tới một lối đi bằng đá rất dài. Đi hết con đường thì họ đã tới một địa cung rộng lớn. Diện tích của nơi này phải đến cả triệu mét vuông, vừa vào, Ngô Bình đã thấy chấn động rồi nói, đúng là thần kỳ. Chu Hiền Cử, tiên sinh, ở đây có mấy trăm nghìn tấm bia, có đá, có kim loại, có gỗ, nhưng chúng tôi chỉ dám đi loanh quanh bên ngoài, chứ không dám vào sâu. Ngô Bình gật gù, trước mặt anh là một thềm đá đi xuống dưới, bước qua thềm ấy là tới chỗ các tấm bia đá. Có tấm đã vỡ, có tấm thì đổ, hầu hết đều siêu vẹo, sứt mẻ, chỉ có một số ít là hoàn chỉnh. Ngô Bình đi tới trước một tấm bia hoàn chỉnh cao 10 mét, rộng hơn 3 mét, trên tấm bia này có cả chục nghìn con chữ. Ngô Bình có thể đọc hiểu hết, đó là chữ tiên. Ngoài ra, còn có các tranh vẽ phức tạp trên đó, Ngô Bình ngẩn ra khi nhìn thấy chúng. Chương 586, rừng bia ở địa cung. Ngô Bình nhìn lên vòm nhà, anh phát hiện nó là một mặt cong vô cùng tiêu chuẩn và cực kỳ tráng lệ. Mặt cong do một khối nham thạch nhẵn bóng hoàn chỉnh tạo thành. Thật khó có thể tưởng tượng được làm sao để một tảng đá to như vậy che phủ kín nơi này. Anh lại nhìn về phía các tấm bia, có tấm làm bằng đá, bằng gỗ, bằng kim loại, hay thậm chí là các vật liệu kỳ lạ. Hầu hết các tấm bia đều đã sứt mẻ, chỉ có một số ít là nguyên vẹn. Anh đi đến trước một tấm bia đá, bên trên khắc chi chít chữ. Những con chữ này còn cổ hơn tiên nên cực kỳ khó đọc. May mà Ngô Bình có đôi mắt xuyên thấu nên chỉ tập trung một lát là anh có thể nắm được nội dung chính bên trên, ở giữa những con chữ loằng ngoằng ấy là một bức họa cổ kính và phức tạp. Bức vẽ này rất kỳ quái, Ngô Bình nhìn chỉ thấy khó hiểu. Những con chữ xung quanh tập trung giải thích về bức vẽ, anh đọc xong một lượt thì cũng ghi nhớ phần nào. Muốn hiểu được bức vẽ này không phải chuyện một sớm một chiều, mà giờ thì anh lại không ảnh. Ngô Bình tiếp tục đi lên phía trước. Các tấm bia gần như đều đã hư hại hết nên anh chỉ tập trung vào những tấm còn nguyên vẹn. Trong địa cung rộng lớn này có cả chục nghìn tấm bia, nhưng còn nguyên vẹn thì chỉ có vài trăm tấm. Anh đến gần tấm bia thứ hai, trên đó cũng có một bức vẽ, sau đó là hàng loạt những con chữ để giải thích về bức vẽ đó. Sau khi ghi nhớ nội dung xong, anh lại đi sang tấm bia thứ ba. Anh đã khởi động khả năng nhìn xuyên thấu nên đôi mắt như camera, có thể ghi nhớ chính xác chữ và ảnh rồi in vào đại não. Để sau này rảnh rồi nghiên cứu sau. Chu Hiền Cử không dám đi vào sâu bên trong nên đứng ở bên ngoài chờ rồi nói, xin tiên sinh hãy cẩn thận. Ngô Bình đi tới tấm bia thứ ba rồi tiếp tục ghi nhớ nội dung bên trên. Đến tấm bia thứ tư, thứ năm, không biết có phải nhờ đôi mắt xuyên thấu hay không mà cả đường đi, Ngô Bình đều rất thuận lợi, không hề gặp nguy hiểm gì. Anh cứ thế đi sâu vào bên trong rồi ghi nhớ nội dung của 20 tấm bia, cho tới khi đi vào giữa địa cung. Ở đây hoàn toàn khác bên ngoài, ở giữa chỉ có 9 tấm bia, mỗi tấm cao hơn 300 mét, rộng hơn 100 mét. Cả 9 tấm đều được làm từ một loại kim loại đặc biệt, chữ bên trên to như nắm đấm, ít cũng phải cả triệu con chữ. Con chữ ở đây cũng không có gì đặc biệt hơn trước, nếu có thì nó cổ hơn, Ngô Bình nhất thời không thể hiểu được, chỉ đành ghi nhớ tạm lại. Ngoài chữ ra, thì trên mỗi tấm bia còn khắc nhiều bức vẽ phức tạp. Vì chữ quá nhiều nên Ngô Bình phải đứng từ xa để nhìn cho bao quát, khi anh ghi nhớ hết nội dung của 9 tấm bia thì chợt thấy rùng mình rồi đầu váng mắt hoa. Hỏng, dùng khả năng xuyên thấu quá mức rồi, Ngô Bình giật mình rồi không nhìn các tấm bia khác nữa, sau đó quay về vị trí cũ. Chu Hiền Cử vẫn đứng chờ ở bên ngoài, khi thấy Ngô Bình đi sâu vào bên trong, anh ta vô cùng lo lắng. Nhưng sau đó thấy anh trở ra an toàn thì anh ta mới yên tâm,
Ngô Bình bước đi rất nhanh nhưng mặt tái nhợt, Chu Hiền Cử hơi hoảng rồi vội đỡ anh rời khỏi nơi này. Sau khi về nhà đá, Ngô Bình vẫn chưa hồi phục lại nên đành ngồi xếp bằng xuống để nghỉ ngơi. Mọi người đều từng vào địa cung và đọc các bia đá nên cũng quen với cảnh này. Một người nói, thần y Ngô sơ suất quá, chắc đã đọc phải bia đá không nên đọc rồi. Người khác lại nói, đúng thế, mấy tấm bia này rất kỳ lạ, đọc đúng thì không sao, chứ sai là hỏng ăn ngay. Ngô Bình nghe thấy tiếng bàn tán của họ thì không khỏi thấy quái lạ, anh đã đọc rất nhiều tấm bia àm có thấy gì đâu, anh cố nhịn cảm giác mắc ói rồi mở mắt hỏi, mọi người đã đọc được mấy tấm bia. Chu Hiền Cử nói, tôi đến đây lâu rồi, nhưng tới giờ mới đọc được 3 tấm thôi, nhưng chỉ có một cái phù hợp với tôi. Tôi đang dồn hết tâm sức để nghiên cứu nội dung của nó. Ngô Bình chố mắt ra nhìn, Chu chân nhân, anh có thể hiểu được nội dung trên bia ư? Chu Hiền Cử cười trừ, vì không hiểu nên tôi vẫn phải đang mày mò mà. Ngô Bình thấy buồn cười, không hiểu về chữ thì anh ta định nghiên cứu kiểu gì? Theo anh thấy, làm thế chẳng khác nào cho động vật xem chữ viết của con người, dù chúng có thông minh đến đâu cũng không thể hiểu được nội dung mà con chữ biểu đạt. Ngô Bình nói, Chu chân nhân biết chữ tiên không? Chu Hiền Cử gật đầu, tôi đã từng nghiên cứu rồi, nhưng mới đọc hiểu được 27 chữ thôi. Ngô Bình ngạc nhiên, có ngày ấy chữ thì làm ăn gì? Anh hắng giọng nói, không biết có ai trên đời đọc hiểu chữ tiên không nhỉ? Chu Hiền Cử lắc đầu, không có đâu, truyền thừa của thời tiền sử đã thất truyền lâu rồi, giỏi lắm thì mỗi người chỉ biết vài ba chữ thôi. Ngô Bình, mỗi người vài ba chữ, nhiều người gộp lại thì chẳng đọc được hết à? Chu Hiền Cử cười trừ, hiểu biết của mọi người về tiên đều rất phiến diện, tự dùng còn được, chứ cho người khác dùng thì hỏng ăn. Nói đến đây, Chu Hiền Cử thắc mắc, hình như thần y rất có hứng thú với chữ tiên thì phải, tôi sưu tầm được nhiều sách cổ về chữ tiên lắm, cậu cầm về mà đọc. Nói rồi, anh ta lấy 3 cuốn sách ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình có thể thấy Chu Hiền Cử rất quý 3 cuốn sách này, vì anh ta còn từng khăn gói từng cuốn lại. Ngô Bình mở một cuốn ra đọc thì tỏ vẻ ngạc nhiên, cái quái gì đây? Nào có phải lý giải về sách tiên, là viết nhăng viết cuội mà. Chu Hiền Cử tưởng Ngô Bình chấn động với nội dung bên trong nên cười nói, sao rồi? Cuốn cậu đang cầm là do một cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 soạn thảo, mãi tôi mới lấy được đấy. Ngô Bình không biết phải trả lời sao nên chỉ gật đầu. Anh lại mở 2 cuốn sách còn lại ra, thì cũng chẳng khác cuốn trước là bao, toàn ý kiến chủ quan về chữ tiên. Dù thi thoảng cũng có những chủ ý khá đúng, nhưng hầu hết đều vô dụng, không thực tế. Đọc xong, Ngô Bình trả luôn cho Chu Hiền Cử rồi nói, Chu chân nhân, tôi không hiểu đâu, trả anh này. Chu Hiền Cử cười lớn rồi nhận lấy, sau đó gói cẩn thận rồi cất đi, thần y Ngô, học thức là vô hạn, cậu cứ tích lũy dần dần rồi sẽ có ngày hiểu được chữ tiên rồi. Ngô Bình không trả lời, mà nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Khoảng 1 tiếng sau, anh đã thấy đỡ hơn, ít nhất không còn chóng mặt nữa. Anh nói với mọi người, bệnh của mọi người cần có thuốc, chờ tôi gom đủ sẽ tới điều trị cho mọi người sau. Ai nấy đều bày tỏ lòng biết ơn, Ngô Bình không ở lại đây nữa mà trở lại cổng số 1 với Bùi Khánh. Vừa vào cổng số 1, họ đã thấy có một người tới rồi cao giọng hỏi, Ngô Bình đâu? Ngô Bình đứng lại rồi nhìn người đó. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, anh ta bước nhanh về phía anh rồi hỏi, cậu là Ngô Bình hả? Ngô Bình nói, đúng, anh là ai? Người đó thở dài một hơi, cậu không sao là may rồi, giờ đi theo tôi. Chương 587, 9 tấm bia lớn. Ngô Bình hiểu ra, Trương Thiên Hoành cũng khá nhanh nhẹn, anh hỏi, giờ rời khỏi đây rồi thì sau này tôi có được quay lại thăm tù nữa không? Người đó ngẫm nghĩ rồi đáp, được chứ? Ngô Bình gật đầu rồi nói với Bùi Khánh, ông cứ làm như tôi bảo, chờ tôi chế thuốc xong rồi sẽ vào điều trị cho ông. Bùi Khánh bái lạy, cảm ơn tiên sinh. Chào hỏi xong, Ngô Bình đi theo người đó rời khỏi trại giam. Khi anh quay trở lại mặt đất thì phải nheo mắt dưới ánh sáng của mặt trời, một lát sau thì anh được mời lên một chiếc xe. Có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi bên trên, không rõ tuổi tác bao nhiêu. Nhưng tu vi thì rất cao, đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3 sinh niệm rồi. Ngô Bình lên xe, người đàn ông ra hiểu cho tài xế lái xe rồi nói với Ngô Bình, cậu Ngô, tôi là Chu Chí Tân, nhận lệnh của thần tướng đến đây. Biết cậu đang gặp nguy hiểm nên thần tướng rất lo lắng, vì thế đã cử tôi tới ứng cứu. Ngô Bình, cảm ơn thần tướng quan tâm. Chu Chí Tân nói, thần tướng bảo đã nói chuyện với Mã chân nhân rồi, hiểm khích của hai người coi như xí xóa,
ông ấy sẽ không gây phiền toái cho cậu nữa. Ngô Bình, phiền thần tướng rồi, nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến thần tướng. Chu Chí Tân cười nói, được, cậu Ngô, sân bay có máy bay của chúng tôi, cậu muốn về đâu? Ngô Bình, Thạch Thành. Anh vẫn chưa xong việc ở đó nên phải về để giải quyết nốt. Chiếc xe chạy tới sân bay, đưa Ngô Bình rời khỏi nơi quái quỷ này. Lên máy bay rồi, Ngô Bình vẫn còn nghĩ tới nội dung trên 9 tấm bia lớn kia. Nhưng mỗi khi anh nhớ đến chúng thì lại đau đầu, cực chẳng đã anh đành nghiên cứu nội dung của những tấm bia nhỏ trước. Ngô Bình biết không nên ôm đồm nên anh tập trung nghiên cứu tấm bia đầu tiên trước. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, vì thế nhanh chóng nắm được nội dung chính. Bức tranh trên tấm bia này là một loại trận pháp có thể kết nối với một sinh vật thần bí và mạnh mẽ nào đó của vũ trụ. Nhưng đó là sinh vật gì thì trên bia không giải thích. Đừng nói là sinh linh ác ma nào nhé, Ngô Bình lẩm bẩm rồi thấy chuyện này rất khó tin. Loáng cái, 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua, máy bay đã đáp đất. Ngô Bình nhanh chóng trở về ngôi nhà ở phố Lệ Thủy, lúc này vừa hay trời tối. Vừa đến nhà, anh đã liếc sang nhà hàng xóm, nhóm Trương Tây Linh vẫn chưa đi, anh mặc kệ họ rồi đi tắm, thay quần áo xong thì gọi cho Bao Thái. Hôm đó, anh hẹn Bao Thái gặp nhau ở kiếm đạo quán, ai ngờ anh giết Ma Đô, đắc tội với Mã Huyền rồi đi đi lại lại đã 2 ngày rồi. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi gọi cho Bao Thái. Bao Thái cất giọng coi thường, thằng kia, hôm đấy tao đợi mày mãi, mà không thấy mày đâu. Sao, sợ rồi chứ gì? Ngô Bình, Bao Thái, ông muốn gặp tôi thế à? Được, nếu ông thích thì giờ tôi sẽ đến kiếm đạo quán luôn. Bao Thái hừ lạnh nói, được, tao chờ. Ngô Bình ngắt máy rồi lái xe đến kiếm đạo quán. Thạch Thành chỉ có một kiếm đạo quán do người Đông Doanh mở, tên đầy đủ là kiếm đạo quán Vô Sinh. Nơi này rất nổi tiếng, có khá nhiều người đến học kiếm đạo. Ngô Bình chỉ mất nửa tiếng là đến nơi. Bao Thái đang đứng ở sảnh của kiếm đạo quán, thấy Ngô Bình tới, ông ta cười lạnh nói, họ Ngô kia, có giỏi thì đi theo tao. Ngô Bình to gan lớn mật nên đi theo luôn, hai người đi hết một con đường rồi vào một sàn đấu kiếm đạo. Lúc này, có mấy người Đông Doanh đang ngồi quỳ ở đây, họ ngồi quây tròn, tập trung lắng nghe một ông lão nói gì đó. Ngô Bình vừa vào, ông lão đó đã ngừng lại rồi liếc ánh nhìn sắc như dao về phía anh. Bao Thái cúi người đi tới rồi nói, bố nuôi, nó chính là Ngô Bình. Ngô Bình chán nản lắc đầu khi thấy Bao Thái gọi một người Đông Doanh là bố nuôi, Bao Thái, ông đúng là vô liêm sỉ. Gọi một con quỷ già là bố nuôi. Bao Thái cười lạnh, thằng kia, mày có biết bố nuôi tao là ai không? Ông là cao thủ kiếm đạo số 1 của Đông Doanh đấy, là một đại tông sư cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình nói, thế mà ông lại đi hại bố mình. Ông lão nói, cậu là Ngô Bình hả? Nghe nói cậu đã lấy 3 tỷ của con nuôi tôi. Ngô Bình đáp, thật ra tôi chỉ định lấy 3 tỷ thôi, chừa lại cho ông ta một con đường sống. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi sẽ lấy 5 tỷ. Ông lão cười khẩy, cậu biết mình đang nói gì không? Ngô Bình cười nói, một kiếm tu cảnh giới tiên thiên con còn mà dám vênh váo với tôi thế à? Chắc ông chán sống rồi đúng không? Ngay sau đó, anh tung một quyền ý thật mạnh ra, ông lão vốn đang tức giận chợt tái mặt, mồ hôi rơi như mưa. Lúc này, ông ta như đang đứng giữa cơn lốc, như con thuyền nhỏ nhấp nhô trên biển lớn, không có một chút cảm giác an toàn rồi. Ông ta mới ở cảnh giới tiên thiên, so với Ngô Bình thì còn kém xa. Dưới đòn tấn công của quyền ý, ông ta không thể trụ nổi mà ngã ngay. Ông lão hét lên, tha mạng. Sau đó, ông ta chống tay xuống đất, rồi vái lạy Ngô Bình. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải hoảng hồn, nhất là Bao Thái, ông ta không thể khép miệng lại nổi. Ngô Bình thu quyền về rồi nói, có chút tài năng này mà cũng dám xen vào chuyện của tôi. Ông lão quỳ dưới đất rồi run giọng nói, không biết thiên nhân đến, tôi có tội. Ngô Bình đi tới gần ông lão rồi nhìn từ trên cao xuống, nói ông là bố nuôi của Bao Thái à? Ông lão đáp không, là Bao Thái tự nhận vậy thôi, chứ tôi chưa đồng ý. Giờ tôi không quan tâm đến chuyện của Bao Thái nữa. Ngô Bình, tốt xấu gì ông ta cũng đã gọi ông là bố nuôi, mà ông lại như thế à? Thế này đi, ông hãy trả 5 tỷ hộ Bao Thái. Ông lão run lên, dù là cao thủ tiên thiên, nhưng 5 tỷ là một con số quá lớn với ông ta. Nhưng với cục diện hiện giờ, ông ta mà làm Ngô Bình điên lên thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Ông lão nhăn nhó nói, vâng, tôi sẽ chuyển khoản ngay. Ngô Bình gửi cho ông ta số tài khoản của công ty Ái Di rồi hỏi, ông đã giải cấm chế cho Bao Thái à?
Ông lão vội lắc đầu, không không, là Ishihara Bon. Tuần trước, Ishihara Bon đến chơi nên tôi đã nhờ giải cấm chế cho Bao Thái. Nghe thấy cái tên này, Ngô Bình hỏi, Ishihara Bon này và Ishiho có quan hệ thế nào? Ông lão đáp, họ là anh em song sinh. Ngô Bình hừ lạnh nói, Ishihara Bon đang ở đâu? Ông lão, đang đi làm nhiệm vụ, tôi cũng không biết vị trí cụ thể. Bao Thái đã đần người ra, chuyện gì thế này? Ông ta nhận ông lão này làm bố nuôi, cứ tưởng ông lão sẽ xử được Ngô Bình, ai dè cũng không đánh lại được anh, phải làm sao bây giờ? Ngô Bình nhìn sang Bao Thái rồi nói, tôi cho ông 5 phút để chuyển 3 tỷ vào tài khoản của tôi, không thì nửa đời còn lại, ông sẽ sống không bằng chết. Bao Thái run lên rồi nói, vâng, tôi sẽ chuyển ngay. Ngô Bình ở lại thêm một lúc, sau đó đã nhận được tiền của cả Bao Thái và ông lão. Vốn chỉ là 3 tỷ thôi, nhưng giờ lại lãi thêm 5 tỷ nữa là 8 tỷ rồi. Bao Thái, tôi cho ông 3 ngày để biến khỏi Thạch Thành. Nếu tôi biết ông chưa đi thì đừng có trách. Bao Thái khóc không ra nước mắt, vâng, tôi sẽ đi ngay. Biến, Ngô Bình hừ nói. Bao Thái như được đại xa, lập tức chạy mất dạng. Bấy giờ, Ngô Bình mới nói với ông lão, ông tên là gì? Chương 588, nhiệm vụ cơ mật. Ông lão vội đáp, tôi là Naomi Mura. Ngô Bình, không phải căng thẳng, tôi chỉ hỏi ông mấy câu thôi, Ishihara Bon đến Viêm Long làm nhiệm vụ gì? Naomi Mura lắc đầu, tôi không biết. Ngô Bình cười lạnh, Naomi Mura, nếu ông không trả lời thành thật thì đừng trách tôi là ác. Naomi Mura hoảng sợ rồi vội vàng lùi lại, cậu định làm gì? Ngô Bình lạnh giọng nói, tôi có không dưới 10 cách để bắt ông phải khai thật. Naomi Mura mướt mồ hôi rồi cắn răng nói, tôi không biết nhiều đâu, tôi chỉ biết Ishihara Bon dẫn theo một nhẫn thánh và một người Viêm Long nữa đến đây thôi, nhẫn thánh đó tên là Kyo Sato. Nghe thấy cái tên này, Ngô Bình ngẩn ra. Hình như đó là người đã giết Đỗ Quảng Uy của tổ chức Hắc Thạch, hơn nữa kẻ bán đứng Đỗ Quảng Uy cũng là người nhà Sato. Anh hỏi, Kyo Sato là người của gia tộc Sato nổi tiếng đúng không? Naomi Mura, đúng, Kyo Sato là một trong các nhân vật chủ chốt của gia tộc Sato. Ngô Bình không hỏi gì nữa mà nói, Naomi Mura, ông đang ở Viêm Long thì nên biết điều một chút, tôi sẽ theo dõi ông đấy. Vâng, tôi biết rồi ạ, Naomi Mura vội đáp. Ngô Bình rời đi, sau đó đến tổng bộ của Hắc Thạch ở Thạch Thành. Hôm nay là Dương Đoạn làm nhiệm vụ, Ngô Bình bất ngờ xuất hiện, ông ấy vừa vui vừa bất ngờ. Trưởng nhóm, sao cậu lại đến đây? Dù Ngô Bình là trưởng nhóm của Hắc Thạch, nhưng anh ít khi quan tâm đến chuyện của tổ chức, anh thường giao cho Lâm Bạch và Dương Đoạn xử lý. Dẫu sao, dạo này cũng không có vụ án lớn nào nên không cần anh xuất hiện. Ngô Bình liếc nhìn Dương Đoạn thì thất ông ấy đã đột phá lên tiên thiên luyện hình. Sắp đến sinh niệm rồi. Anh gật đầu nói, được đấy, cuối cùng cũng đột phá rồi. Dương Đoạn cười nói, tất cả là nhờ cho trưởng nhóm chỉ dẫn, không thì chắc cả đời này tôi cũng không đột phá được. Ngô Bình, đến văn phòng tôi nói chuyện. Hai người đến văn phòng rồi Ngô Bình hỏi, kẻ giết Đỗ Quảng Uy là ai? Dương Đoạn đáp, người đó tên là Kyo Sato, là một nhẫn thánh có thực lực rất mạnh. Ngô Bình kể lại chuyện Kyo Sato đang ở Viêm Long cho Dương Đoạn nghe rồi nói, đi cùng người này còn có một người Viêm Long nữa. Tôi đoán người Viêm Long này chính là kẻ đã bán đứng Đỗ Quảng Uy. Dương Đoạn chấn động rồi nói, tên khốn ấy dám quay về Viêm Long ư. Chúng tôi sẽ không tha cho hắn. Ngô Bình, đương nhiên không thể tha rồi, nhưng trước hết chúng ta cần làm rõ mục đích họ đến Viêm Long. Dương Đoạn ngẫm nghĩ rồi nói, trưởng nhóm, tôi muốn điều tra vụ án của đội trưởng Đỗ. Nhưng muốn xem hồ sơ vụ án thì phải xin phép anh Long, vì quyền hạn của tôi không đủ. Ngô Bình cau mày, phiền phức thế à? Ngô Bình lập tức gọi cho Đoàn Long, anh Long, em cần xin anh cho điều tra vụ án của Đỗ Quảng Uy. Đoàn Long trầm mặc rồi nói, vụ này được bảo mật tối cao, anh phải xin cấp trên đã rồi báo cậu sau. Ngô Bình ngạc nhiên, gì mà cơ mật thế? Anh nói, anh Long, Kyo Sato và Ishihara Bon đang ở Viêm Long, em nghi họ có âm mưu gì đó. Đoàn Long, bọn anh sẽ tra kỹ chuyện này, cậu đừng lo, cứ chờ tin của anh. 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được một email, bên trong có mật mã trao quyền mà Đoàn Long gửi cho anh. Có mật mã ấy rồi, Dương Đoạn nhanh chóng thao tác trên máy tính rồi đăng nhập vào hệ thống nội bộ của Thiên Long, sau đó nhập mật mã vào. Loáng cáu, toàn bộ thông tin về vụ án của Đỗ Quảng Uy đã hiện ra trước mắt Ngô Bình. Anh tập trung nghiền ngẫm.
Thì ra năm đó, khi Đông Doanh xâm chiếm Viêm quốc, họ đã cướp một phần sách cổ tên là Tập thơ Hoa Sen của thời Đường đi. Ngoài mặt nó chỉ là một tập thơ, nhưng thực chất lại giấu vị trí mà một tà ma khủng bố bị giam cầm. Tu vi của tà ma đó rất cao, triều Đường mãi mới trấn áp được. Đỗ Quảng Uy nhận lệnh đòi tập thơ lại, kết quả bị tên phản bội Đinh Hiếu Tiên bán đứng, cuối cùng bị Kiyo Sato giết hại. Cũng vì thế mà gia tộc Sato đã biết được bí mật của tập thơ. Sau này, Viêm Long nhiều lần cử người đi giành tập thơ về, nhưng đều thất bại, đã thế còn mất nhiều nhân tài. Anh đọc xong tài liệu thì màn hình máy tính hiện lên hình của Đoàn Long, anh ta nghiêm túc nói, Ngô Bình, theo tin tình báo của cậu thì có khả năng Đông Doanh đã khai phá được thông tin của tập thơ rồi, chúng ta buộc phải tìm được vị trí của tà ma trước họ. Ngô Bình nói, anh Long, có mỗi hắc thạch thì e không đối phó được với hai cao thủ cảnh giới võ thần đâu. Đoàn Long, anh đã cử hai cao thủ đến hỗ trợ cậu rồi. Ngô Bình cười nói, anh yên tâm, chúng em sẽ cố hết sức. Đoàn Long, 24 tiếng tiếp theo, cậu sẽ có quyền hạn cao nhất. Ngô Bình tắt máy tính đi rồi nói, Dương Đoạn, triệu tập tất cả thành viên. Vâng. Nửa tiếng sau, Lâm Bạch và Thường Minh đã đến. Sau khi biết về nhiệm vụ tiếp theo, Lâm Bạch nói, chủ nhiệm, chúng ta buộc phải tìm được vị trí của Kiyo Sato. Ngô Bình nói, chuyện này đơn giản. Anh đã có được clip từ camera giám sát của kiếm đạo quán, có thể dựa vào đó để tìm những người này. Trên màn hình vi tính là 10 mắt camera được tua nhanh 20 lần, Ngô Bình vừa hút thuốc, vừa quan sát. Thấy thế, Cổ Lệ ngạc nhiên hỏi, chủ nhiệm, anh tua nhanh thế này thì xem sao được. Ngô Bình đáp, được chứ. Khoảng chục phút sau, anh chợt ấn dừng một màn hình lại, sau đó cho video phát với tốc độ bình thường. Mọi người đều nhìn thấy là vị trí của con phố ở trước cửa kiếm đạo quán. Có hai võ giả băng qua đường, sau đó sau bắt một chiếc xe rồi rời đi. Ngô Bình ấn tạm dừng rồi hỏi mọi người có thấy điểm gì bất thường không? Cổ Lệ nghiêng đầu nhìn mãi rồi nói, nhóm trưởng, động tác của hai người lớn tuổi này hơn nhanh quá thì phải. Ngô Bình bật cười nói, đúng, tốc độ giơ tay nhấc chân của họ rất đều nhịp, nhưng cô vẫn bỏ qua một chi tiết nhỏ khác. Người đứng phía bên trái là thủ lĩnh, bên phải là thuộc hạ. Hơn nữa, người bên phải còn đang rụt cổ, rõ ràng đang có biểu hiện lo sợ và cảnh giác. Một người cao tuổi bình thường khi qua đường sẽ không như vậy, còn người bên trái thì mọi người hãy để ý bước chân của người đó, mũi chân hơi hướng vào trong, mỗi bước đi cách đều nhau, điều này chứng tỏ đó là một người gò bó, hơn nữa thực lực cũng mạnh. Tóm lại, tôi cho rằng hai người này khả năng cao chính là Kiyo Sato và Đinh Hiếu Tiên. Sau đó, anh khoanh tròn chiếc taxi, sau đó gõ nhẹ ba cái. Tất cả hệ thống mạng hoạt động, tìm ra mọi hình ảnh liên quan đến chiếc taxi. Một lát sau, trên màn hình đã có hơn 100 video phát hình ảnh về chiếc xe ấy. Ngô Bình lại tu nhanh tốc độ của tất cả video, lần này anh chỉ mất 2 phút đã tìm ra một video, đó là hình ảnh hai người đàn ông trung niên bước xuống xe rồi đi vào một cái chợ. Chương 589, bắt tại trận. Cứ như vậy, Ngô Bình xem thật kỹ đoạn camera giám sát. Xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng anh cũng phát hiện ra chỗ hai người kia ẩn mình. Ở đoạn video sau cùng, hai người già kia đi vào trong một khách sạn rồi không thấy đi ra nữa. Mà thời gian họ đi vào khách sạn là 2 tiếng trước. Ngô Bình tìm ra vị trí của khách sạn, anh ra lệnh, chuẩn bị hành động. Lâm Bạch, nhóm trưởng, chúng ta không đợi tiếp viện sao? Ngô Bình, không đợi nữa, chúng ta tới khách sạn đó trước. Đúng lúc thành viên Hắc Thành chuẩn bị rời đi thì một nam một nữ xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Người đàn ông chừng 38-39 tuổi. Người phụ nữ chừng 35-36. Hai người này có gương mặt phổ thông, ăn mặc cũng phổ thông nốt, thế nhưng họ lại là võ thần. Người đàn ông gật đầu với Ngô Bình, nhóm trưởng Ngô, tôi được cấp trên điều tới hỗ trợ cậu phá án, tôi tên là Hàn Bảo. Còn đây là trợ lý của tôi, cô ấy tên là Lưu Thiền. Ngô Bình đáp, hai vị đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang chuẩn bị hành động. Chúng tôi định tới một khách sạn, kẻ tình nghi đã đi vào trong đó. Hàn Bảo đáp, xin nhóm trưởng Ngô cứ ra lệnh, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Ngô Bình đáp, được, chúng ta xuất phát thôi. Mấy chiếc ô tô đi về phía khách sạn, đến một giao lộ, họ xuống xe, bắt đầu áp sát, bày binh bố trận ở khu vực xung quanh khách sạn. Thành viên của Hắc Thạch ở bên ngoài, Ngô Bình đưa Hàn Bảo và Lưu Thiền đi vào khách sạn. Ngô Bình đóng vai một khách tới thuê phòng, sau đó anh cầm chìa khóa phòng đi vào cầu thang thoát hiểm. Khách sạn nằm ở tầng 3 đến tầng 5,
họ lên tầng 3 trước. Ngô Bình mở mắt thấu thị, nhìn vào cửa các phòng. Khi đi qua một căn phòng, Ngô Bình đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên tầng rồi nói, họ đang ở tầng trên, đi theo tôi. Ba người họ đi lên tầng 4, Ngô Bình nói, bên trong có 4 người. Có 2 người là võ thần, một cao thủ cảnh giới thần và một người bình thường. Lát nữa khi xông vào, hai người hãy đối phó với một võ thần, tôi sẽ đối phó với võ thần còn lại. Như vậy được không? Hàn Bảo và Lưu Thiền bốn mắt nhìn nhau, sau đó Hàn Bảo nói, nhóm trưởng Ngô, hay là hai võ thần kia cứ để tôi và Lưu Thiền phụ trách, còn cậu đối phó với cao thủ cảnh giới thần kia. Ngô Bình cười đáp, hai vị không cần lo cho tôi. Thấy Ngô Bình vẫn kiên quyết làm vậy, hai người họ không nói thêm gì nữa. Tiếp đó, Ngô Bình đi đằng trước, hai người họ theo sau chuẩn bị đột nhập vào căn phòng kia. Ngô Bình không mở cửa mà trực tiếp tung chưởng đánh bay cái cửa. Sau đó anh nhanh như điện xẹt lao vào trong phòng. Bên trong có 4 người, bọn họ đang bàn bạc việc gì đó. Hành động bất ngờ của Ngô Bình khiến mấy người này không kịp trở tay. Võ thần đứng gần cửa ra vào nhất trên người tỏa ra một luồng khói màu đen lập tức lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình dồn sức mạnh của chân khí thuần dương trong cơ thể vào ấn chưởng của mình. Chưởng của hai người họ giao nhau, chân khí thuần dương của Ngô Bình đi thẳng vào người đối phương. Khói đen trên người võ thần kia nhanh chóng tan đi, thần dương tiên lực mạnh mẽ của Ngô Bình đi thẳng vào kinh mạch khiến võ thần này toàn thân tê dại, nhất thời không thể nào cử động được. Bốp bốp bốp, Ngô Bình lập tức phóng ra vài chỉ, phong ấn các huyệt trên người võ thần này. Cùng lúc đó, Hàn Bảo và Lưu Thiền cũng lao về phía võ thần còn lại. Hai người này thực lực rất mạnh. Lại còn là hai đánh một nên chẳng mấy chốc đã khống chế được võ thần kia. Võ thần kia liên tục lùi về phía sau, định tìm cách bỏ chạy. Ngô Bình thấy đối phương định bỏ chạy thì lập tức dùng thần niệm. Anh niệm một vài âm tiết kỳ lạ khiến đối phương đột nhiên sững lại vài giây. Nhân thời cơ đó, Hàn Bảo và Lưu Thiền lao tới tóm lấy võ thần nọ và đánh hắn ngã ra sàn. Hai võ thần giờ đều đã bị khống chế. Hai người còn lại mặt trắng bệch đứng ở phía góc tường không dám cử động. Ngô Bình nhìn vào ông già trong số hai người đó, lạnh lùng nói, Đinh Hiếu Tiên, ông cho rằng đeo một chiếc mặt nạ ra người thì tôi sẽ không nhận ra ông sao? Ông già đó đột nhiên dùng mình một cái, đưa mắt nhìn Ngô Bình hỏi, tại sao cậu có thể nhận ra? Ngô Bình đưa tay xé chiếc mặt nạ ra người của ông ta, quả nhiên một gương mặt hoảng hốt thất thần lộ ra. Người này ngoài 40 nhưng tóc bạc một nửa, mặt đầy nếp nhăn. Ngô Bình điểm vài cái lên người ông ta. Lạnh lùng nói, tại sao ban đầu ông lại bán đứng Đỗ Quảng Huy? Lúc này, cao thủ cảnh giới thần bên cạnh định đưa tay vào túi áo. Thế nhưng tay còn chưa thò được vào túi áo thì đã bị Ngô Bình đá bay. Cú đá này anh dùng toàn bộ sức mạnh, khiến đối phương dập nát nội tạng. Đến khi tiếp đất thì người đó cũng vừa tắt thở. Đinh Hiếu Tiên kêu lên, nay tôi đã rơi vào tay các người, muốn chém muốn giết gì thì tùy. Ngô Bình lạnh lùng đáp, giết luôn thì nhẹ nhàng với ông quá. Tôi có 100.000 cách để khiến ông sống không bằng chết, tôi sẽ để ông trải nghiệm dần dần. Đinh Hiếu Tiên giận dữ quát, đến đây, Đinh Hiếu Tiên này không sợ. Lúc này, Dương Đoạn và những người khác cũng lao vào phòng. Khi nhìn thấy Đinh Hiếu Tiên thì mắt ai cũng như tóe ra lửa. Dương Đoạn tóm lấy cổ áo ông ta, gắn từng chữ, nói, tại sao lại bán đứng đội trưởng? Đinh Hiếu Tiên ha ha cười lớn đáp, tại sao lại bán đứng hắn ta ư? Tôi chỉ là một người bình thường không phải cao thủ võ lâm như các người chỉ làm một nhiệm vụ cũng kiếm được mấy triệu tệ. Một điều tra viên quèn như tôi một năm thu nhập không tới 300.000 tệ. Tôi có vợ có con, tôi cũng muốn được sống một cuộc sống giàu sang, tốt đẹp. Như vậy là sai sao? Dương Đoạn tát cho ông ta một cái khiến Đinh Hiếu Tiên hộc máu. Ông ta nói tiếp bằng giọng căm hận, còn nữa, các người trước giờ vẫn luôn coi thường tôi, cho rằng một kẻ như tôi không có giá trị gì. Tôi làm vậy để chứng minh cho các người thấy tôi còn có giá trị hơn tất cả các người. Ngô Bình nhìn ông ta hỏi, ông đã giải được bí ẩn trong tập thơ. Đinh Hiếu Tiên kiêu ngạo, không sai, sau nhiều năm nghiên cứu tôi đã tìm ra được thông tin giấu trong tập thơ cổ đó. Lúc này, Hàn Bảo và Lưu Thiền đã khống chế được võ thần ban nãy. Đối phương không ai khác chính là Ishihara Bon, lúc này hắn đã bị thương nặng, không ngừng thổ huyết. Ngô Bình tạm thời chưa xử lý hắn ta ngay mà đi tới trước mặt võ thần vừa bị anh đánh bại, giật mặt nạ ra người của hắn ra rồi cười lạnh, hỏi Kyo Sato phải không? Kyo Sato nhìn có vẻ còn rất trẻ, hắn hừ lạnh đáp, chúng tôi đã hành sự cẩn trọng như vậy mà vẫn bị các người phát hiện. Bái phục,
Ngô Bình, không cần vội bái phục tôi. Kiyosato, các người tìm thấy vị trí của tà ma kia rồi phải không? Kiyosato đột nhiên bật cười ác độc, đáp các người đến muộn rồi. 3 tiếng trước bọn tôi đã thả tà ma đó ra ngoài rồi. Lâm Bạch đi tới tát cho hắn một cái, lạnh lùng nói ngay, tà ma đó bị phong ấn ở đâu? Kiyosato cười như điên dại, đáp tao sẽ không nói đâu. Tà ma đó chắc chắn sẽ khiến nước viêm long chúng mày phải y trả một cái giá vô cùng tàn khốc. Ha ha! Ngô Bình cười lạnh, anh nghĩ rằng không nói thì tôi không có cách chỉ anh sao? Nói rồi, anh đem số bột thôi miên còn lại trên người thổi vào mũi Kiyosato. Sau đó anh niệm vài câu chú, thi triển khối lũy thuật. Kiyosato mặc dù là nhẫn thánh rất mạnh nhưng hiện giờ đã bị áp chế, lại thêm công dụng của thuốc thôi miên nên chẳng mấy chốc đã không chịu nổi nữa, ý thức dần trở nên mơ hồ. Vài phút sau, mắt hắn đờ đẫn, hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Ngô Bình, Kiyosato, từ giờ trở đi, tôi là chủ nhân của anh. Giờ hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Chương 590, tà ma hống hách. Kiyosato đôi mắt vô hồn, chậm rãi đáp, vâng thưa chủ nhân. Ngô Bình, các người đã tìm thấy tà ma. Kiyosato, vâng thưa chủ nhân, tà ma đã được phóng thích. Ngô Bình kinh ngạc, vậy thông tin giấu trong tập thơ đó là gì? Kiyosato, nó nói rằng tà ma này tu vi cao thâm, từng nhập vào xác hoàng đế thời Đường Lý Long Cơ. Sau này 4 vị cao tăng liên thủ với nhau mới trấn áp được nó. Ngô Bình, sau khi giải phóng tà ma, các người có biết nó đi đâu không? Kiyosato lắc đầu, sau khi phá phong ấn thì chúng tôi đều chạy trốn ra phía xa, không biết tà ma đi về hướng nào. Ngô Bình cau mày, suy nghĩ một lát rồi đáp, đưa tôi đến hiện trường. Ngô Bình bảo những người còn lại ở yên đó còn anh và Kiyosato lên một chiếc xe, sau đó anh bảo hắn ta chỉ đường. Chiếc xe đi về phía vùng ngoại ô, sau đó đi sâu vào trong núi. Đi được một đoạn, hai người họ xuống xe đi bộ, đi qua 2 ngọn núi tới 1 ngọn núi thứ 3 không cao lắm. Kiyosato, chủ nhân, trước đây tà ma bị phong ấn trong ngọn núi đó. Chúng tôi đọc chú theo sách ghi, phá vỡ trận pháp xung quanh. Ngô Bình nhìn quanh thì thấy ở đây có không ít cột đá dựng đứng lên bị nổ tung. Anh hỏi, các người chỉ cho nổ trận pháp bằng đá xung quanh này thôi sao? Kiyosato, vâng thưa chủ nhân. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm, đúng là thiểu năng, các người không hiểu gì về trận pháp cả. Trận pháp bằng đá bên ngoài này chỉ là trận pháp ngoài cùng để ngăn thú hoang không nhảy vào bên trong thôi. Không có nó thì cấm thuật phong ấn bên trong vẫn có tác dụng như thường. Kiyosato, ý của chủ nhân là tà ma kia vẫn chưa trốn thoát. Ngô Bình, đương nhiên. Kiyosato, tôi ra lệnh cho anh đứng ngoài này canh gác, để tôi vào xem. Anh mở mắt thấu thị, nhanh chóng tìm ra một lối vào. Ngô Bình leo lên sườn núi, phần một tảng đá khổng lồ ra, bên dưới lập tức lộ ra một đường vào tối om. Lối vào bên dưới dẫn tới một hang động cao chừng 1m2, phải khom lưng mới chui vừa. Ngô Bình cúi người luồn vào bên trong, đi vào trong đó vài mét thì không gian xung quanh đã rộng hơn không ít, có thể dần dần đứng thẳng người lên. Sau cùng, Ngô Bình có thể đi lại như bình thường. Anh đi xuống phía dưới khoảng hơn 200 mét thì có một lối rẽ trái phải. Anh đứng lại, lấy tiền phép ra gieo một quẻ. Quẻ nói rẽ trái là hung. Vậy nên anh đương nhiên rẽ sang phải. Lần này anh đi chưa tới 100 mét thì tới một căn phòng bằng đá, bên trong có bàn và ghế đều bằng đá. Lúc này, trên chiếc ghế đá có một bộ xương đã khô lại từ lâu. Trên bàn đá có một cuốn sách bằng da, bên trên viết kẻ xông vào trận pháp này bị nguyền rủa, sống không được, chết cũng không xong. Ngô Bình nhìn về phía bộ xương nói, xin cứ yên tâm, tôi không tới để phá trận pháp này, chỉ là muốn tới xem tà ma đó đang như thế nào mà thôi. Nói rồi anh vỗ một cái lên vách đá của căn phòng, một tiếng ầm ầm vang lên, vách đá tách làm hai để lộ ra một cửa động đen ngòm, bên trong từng đợt gió rít khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Ngô Bình to gan bước vào bên trong. Sau khi vào trong động, anh phát hiện ra đây là một cái động được hình thành tự nhiên trong lòng núi. Không khí trong đó vô cùng khô khan, còn có cả mùi lưu huỳnh. 4 bề tối đen như mực, may mà Ngô Bình có khả năng nhìn trong bóng tối. Anh nhìn thấy ở hơn 100 mét phía đằng trước có một cái bệ bằng đồng thau. Trên bệ có một cây cột trụ cũng bằng đồng thau, bên trên khắc rất nhiều bùa chú. Một vị hòa thượng nhìn xa không thể đoán được tuổi tác bị trói chặt vào cột, trên người cũng khắc rất nhiều bùa chú, trên mặt và tay chân đều có. Vị hòa thượng này nhắm chặt mắt lại. Tứ chi đều bị những sợi dây cước vô cùng bền chắc xuyên qua,
mà mỗi sợi dây cước đều nối liền với kinh mạch của hòa thượng đó. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Bình không khỏi kinh ngạc, người có thể sử dụng thủ pháp như thế này để phong ấn tà ma chắc chắn cũng là một vị cao thủ am hiểu về y thuật. Anh đi tới trước bệ đồng, quan sát hòa thượng kia từ đầu đến chân. Hòa thượng này nhìn kỹ có vẻ khoảng hơn 30 tuổi, không mặc quần áo, cơ thể vô cùng cường tráng. Đột nhiên hòa thượng này mở trừng mắt, đôi mắt bên trong toàn là màu đen nhánh. Hòa thượng cất giọng, nói, chàng trai trẻ, hãy thả ta ra, ta có thể cho cậu vô số lợi ích. Ngô Bình không hề ngạc nhiên chút nào, đến đầu của thần linh anh còn từng nhìn thấy thì chỉ một tà ma đâu có là gì. Anh đáp, tà ma, không cần lãng phí thời gian và nước bọt đâu, tao không thể thả mày đi được. Đôi mắt của hòa thượng kia dần dần chuyển thành màu bình thường, nói, thí chủ, tôi bị tà ma không chế thân xác, xin hãy thả tôi đi. Ngô Bình nhìn hòa thượng này như nhìn một tên thiểu năng, đáp, ngươi cho rằng dùng cách này có thể lừa được ta sao? Vị hòa thượng này đã xả thân vì nghĩa, dùng chính cơ thể của mình để phong ấn tà ma ngươi tại đây, sau đó còn tạo nên một trận pháp để trấn thủ ở nơi này. Đôi mắt của hòa thượng kia lại chuyển thành màu đen, hắn ta lạnh lùng nói, danh con, nếu như không nghe lời thả ta ra khỏi đây thì khi ta ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết cũng chẳng xong. Ngô Bình giận dữ đáp, mày đang uy hiếp tao hay sao? Hòa thượng kia đáp, không sai, nếu như ngươi không chịu làm việc cho ta thì bất kể là bao lâu, chỉ cần ta ra được khỏi nơi này thì chắc chắn sẽ đến tìm người báo thù. Đến lúc đó cả ngươi và người nhà ngươi đều sẽ phải chịu đau đớn tột cùng. Ha ha ha! Ngô Bình cũng cười lạnh đáp, vốn dĩ tao không có hứng thú với đám tà ma chúng mày. Nhưng nếu mày đã dám đe dọa như vậy thì tao cũng sẽ không nương tay đâu. Nói rồi anh quay lưng đi thẳng, mặc kệ cho hòa thượng kia có gào thét thế nào cũng không thèm ngoảnh đầu lại. Sau khi ra ngoài, anh kéo tảng đá ban nãy lấp lại vào cái hố kia rồi nói với Kyo Sato, chúng ta đi về thôi. Trên đường đi anh liên lạc với Đào Như Tuyết, thấy Ngô Bình gọi điện tới, Đào Như Tuyết vô cùng vui mừng, vội vã hỏi, Ngô Bình, anh không sao chứ? Ngô Bình đáp, anh vẫn ổn. Như Tuyết, em có đang ở cùng thần chiếu không? Đào Như Tuyết, ông ấy vẫn đang ở chỗ em, bọn em đang đợi tin của anh. Ngô Bình, được, vậy chúng ta gặp nhau ở phố Lệ Thủy nhé. Sau khi hẹn xong Đào Như Tuyết, Ngô Bình bảo Lâm Bạch giải quyết nốt chuyện ở khách sạn, anh sẽ không quay về đó nữa. Khi anh vừa về tới phố Lệ Thủy thì Đoàn Long gọi điện thoại tới biểu dương anh hôm nay đã làm rất tốt, sau đó hỏi vị trí của tà ma đã tìm thấy chưa. Ngô Bình đáp, vẫn chưa tìm thấy, ngày mai em phải đi một chuyến nữa. Đoàn Long, được, ngày mai sẽ có người tới tìm kiếm. Những việc còn lại cậu không cần tham gia nữa. Ngô Bình đáp, em hiểu rồi. Anh vừa cúp máy thì Đào Như Tuyết và Thần Chiếu cũng đến nơi. Ngô Bình lấy lại chiếc nhẫn, sau đó liền bắt tay vào vẽ bùa luyện quỷ. Anh mượn lực phi thường ở tay để một lúc viết ra 24 lá bùa, mỗi lá bùa đều có uy lực vô cùng lớn. Sau khi vẽ bùa xong anh nghỉ ngơi một lát, sau đó gọi Thần Chiếu vào, tiếp tục trị liệu cho ông ấy. Tình hình của Thần Chiếu khá phức tạp, thần hồn bị tổn thương, trong cơ thể cũng có một nguồn sức mạnh rất quỷ dị. Trước mắt, anh quyết định phải trừ khử nguồn năng lượng quỷ dị đang uy hiếp tính mạng Thần Chiếu, sau đó mới tìm cách chữa trị thần hồn. Anh hỏi Thần Chiếu, năng lượng cổ quái này xuất hiện trong cơ thể ông từ bao giờ? Thần Chiếu đáp, có một lần tôi đánh nhau với kẻ địch, bị đâm trúng một nhát. Nhưng con dao đâm tôi là một loại tà đao, được gọi là thiên tà sát đao. Tôi bị trúng một đao, sau đó liền có một nguồn năng lượng kỳ lạ đi vào cơ thể, từ đó nó luôn luôn phá hoại sinh khí của tôi. Ngô Bình gật đầu, hóa ra là như vậy. Vậy thì không khó. Anh dùng thần dương tiên lực trong cơ thể định áp chế tà lực này. Thế nhưng tà lực quá mạnh, nó không những không bị thuần dương tiên lực áp chế mà ngược lại còn áp đảo thần dương tiên lực trong người Ngô Bình rồi dội ngược vào trong cơ thể anh. Ngô Bình lúc này không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất vui mừng khi tà lực vừa vào trong người anh, đạo diệp đột nhiên tỏa ra một luồng sáng bảy màu. Tà lực lập tức bị bao lại thành một khối nhỏ, sau đó rơi tự do xuống dưới đan điền, dừng lại ở vị trí ngay phía trên đạo trùng. Đạo trùng lúc này đang phát ra ánh sáng nhiều màu. Khi tiếp xúc với ánh sáng này, tà lực kia đột nhiên biến mất, tan thành mây khói không rõ tăm tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.